Tận thế tân thế giới chương 780, truy sát. Ngay khi ba loại quái vật khủng bố vừa xuất hiện, chúng lập tức tạo ra sự hỗn loạn không thể tin được, tiếng súng và tiếng la hét vang lên. Ngô Minh trong tòa nhà thí nghiệm nhìn thấy cảnh này lập tức dẫn mọi người chạy thoát khỏi một lối ra, đồng thời anh ném con vu độc linh thiềm xuống và khiến nó trở nên to lớn, ở mặt trước phụ trách mở đường. Con vu độc linh thiềm vừa đi ra, lập tức thế như trẻ tre mở ra một lỗ hổng, lúc này phần lớn binh lính đều hỗn loạn, căn bản không có thời gian để kiểm soát đám người ngô minh. Lập tức ba binh lính khiên lưu bân, cùng với đoạn quốc nghị và thích đình xông ra cùng với ngô minh. Phía trước ngô minh cùng vu độc linh thiềm đồng thời mở đường, ở giữa cũng có người hướng bên này xạ kích nhưng đều bị vu độc linh thiềm và hắn ta đánh giết. Vừa lúc đó, xe tăng nã pháo, đương nhiên công kích con bọ tử thần khổng lồ kinh khủng nhất kia, nhưng đạn pháo cực mạnh bắn trúng cơ thể con bọ chỉ làm nổ những khe hở nhỏ, hiển nhiên trong thời gian ngắn căn bản không thể đánh tan lớp vỏ của con bọ con bọ tử thần khổng lồ hiển nhiên đã bị khiêu khích nó ngay lập tức vẫy hai chi trước to lớn của mình và liên tục giết kẻ thù ngay sau đó nó thực hiện một cú đâm xuyên giết chết tất cả những người lính ở khu vực phía trước nhìn thấy cảnh tượng này ngô minh cũng vô cùng sửng sốt không ngờ con bọ này lại có thể biểu hiện ra nhiều khả năng khác nhau sau đó con bọ tử thần khổng lồ di hoạt động chiếc mai trên cơ thể nó bỗng nhiên rung lên có vô số bọ cánh cứng nhỏ từ trong khe hở toàn thân bò ra những con bọ nhỏ này chỉ cỡ ngón tay nhưng số lượng rất nhiều lít nha lít nhít bò ra ngoài rồi cắn những xác chết xung quanh và chui vào một xác chết ít nhất cũng có mười mấy bọ cánh cứng nhỏ chui vào chỉ trong một vài nhịp thở các xác chết bắt đầu phồng lên giống như những quả bóng bay được bơm căng khi nó phình to đến một mức độ nhất định thì đột nhiên phát nổ từ bên trong thi thể tuôn ra mấy trăm con bọ cánh cứng nhỏ hình thể thình lình tăng lớn gấp đôi và số lượng cũng tăng lên rất nhiều những con bọ cánh cứng nhỏ này đã tăng lên hàng ngàn con trong một thời gian ngắn hơn nữa tốc độ bò cực kỳ nhanh liên tục chui vào cơ thể người sống và bắt đầu cắn xé đẻ trứng sinh sôi nảy nở muốn nói mức độ khủng khiếp e rằng những con bọ cánh cứng nhỏ này có thể xếp vào hàng thứ nhất đặc biệt là trong bóng tối không ai có thể chống lại lũ bọ cánh cứng nhỏ này lúc này liền có mấy trăm tên lính chết thảm ngay tại chỗ những con quái vật này mang đến hỗn loạn, chết chóc và sợ hãi, vào lúc này chết chóc và sợ hãi lan tràn như một bệnh dịch, hàng ngàn binh lính ở đây ngay lập tức bị áp đảo. Ngô Minh mang theo đám người đoạn quốc nghị thành công phá vòng vây, hắn ta chuẩn bị thoát khỏi khu vực quân sự và chạy vào bóng tối. Vừa lúc đó, một vài chiếc máy bay khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện trên không trung, những chiếc máy bay này rất giống máy bay chim ưng biển, có đặc điểm của trực thăng và máy bay, nhanh chóng linh hoạt trong nháy mắt đã tới gần khu quân sự ngay sau đó mấy cổ hỏa lực kinh hoàng tuôn ra như mưa tấn công về vị trí của đám người ngô minh ngô minh từ trước lúc đối phương nổ súng đã nhận ra nguy hiểm lập tức hét lớn một tiếng tách ra chạy bên ngoài có xe của ta các ngươi đến trước hết đi mọi người mới vừa chạy đi mấy mét công kích liền đến một người lính của đoạn quốc nghị đã không may mắn bị trúng đạn dưới khẩu súng máy hạng nặng trên không thì cơ thể của hắn ta ngay lập tức bị động năng cực lớn của viên đạn xuyên thủng và xé toạc ra khắp nơi như một mảnh vải vụn. Sau khi khẩu súng máy hạng nặng bắn trúng cơ thể con người, lực phá hoại quả thực lớn đến kinh người. Cẩn thận! Ngô Minh mí mắt giật giật, tâm tư lúc này mới vừa động, vô độc linh thìm trước mặt lập tức phun ra đầu lưỡi, đột nhiên cuốn lấy đoạn quốc nghị và thích đình ném ra xa hơn 10 mét. Giây tiếp theo, vô số viên đạn bắn ra đánh trúng khu vực đó, Vô Độc Linh Thiềm cũng trực tiếp trúng đạn, thân thể bị bắn nát. Trong nháy mắt, mối liên hệ thiết lập giữa Ngô Minh và con Vô Độc Linh Thiềm trực tiếp bị cắt đứt, hiển nhiên chỉ có một khả năng, đó là con Vô Độc Linh Thiềm đã bị giết. Ngô Minh rất ngạc nhiên khi một sinh vật cấp 3 lại có thể bị giết dễ dàng như vậy, hiển nhiên khẩu súng máy hạng nặng mà đối thủ dùng để tấn công cực kỳ lợi hại, thậm chí còn là một vũ khí kiểu mới đã được cải tiến. Hơn nữa ở một phương diện khác, Da của vô độc linh thiềm chỉ có thể chịu được đạn thông thường, điều quan trọng nhất là nó không có khả năng phòng thủ nguyên khí, nó chịu cường lực công kích cũng sẽ bị thương, thậm chí là tử vong. Ngô Minh không có thời gian để tiếc núi sủng vật duy nhất của mình, bởi vì ngay sau đó những viên đạn đã trút về phía hắn ta. Ngay lập tức Ngô Minh tăng tốc và bỏ chạy theo hướng khác, nhưng Ngô Minh đã thở vào vì những chiếc máy bay vũ trang, chim ưng biển, màu đen trên đầu không đuổi theo đoạn quốc nghị và thích đình, mà như ông vỡ tổ quay đầu lao về phía hắn ta, từ trên máy bay chiếu ra từng tia sáng khóa chặt thân hình Ngô Minh. Phanh phanh phanh. Lại một loạt đạn bắn trúng mặt đất, ngay cả nền bê tông cứng trắng trong nháy mắt cũng bị phá hủy, mặt đất trực tiếp bị lật lên như thể bị cày xới. Ngô Minh chỉ có thể duy trì tốc độ, phía trước là bức tường khu quân sự, lần này Ngô Minh không chút nào bảo lưu, từ khoảng cách bức tường 7-8m liền nhảy lên, trực tiếp nhảy lên độ cao 8m phóng qua bức tường. Trong khoảng thời gian này, một số máy bay trên đầu liên tục xả đạn, gần như theo tốc độ của Ngô Minh quét hết mọi phía. Bức tường mà súng máy hạng nặng thậm chí không thể bắn xuyên qua, dưới súng máy trên không, giống như súng trường thông thường bắn gạch, trực tiếp bắn nát xuyên qua. Giữa không trung, một viên đạn suýt chút nữa xẹt qua cánh tay của Ngô Minh, lưu lại trên cánh tay của Ngô Minh một vết máu, khiến Ngô Minh kinh hãi, ngay sau đó liền rơi xuống cách đó 20 mét, không giảm tốc độ tiếp tục lao nhanh. Mấy chiếc máy bay tiếp tục truy sát Ngô Minh, tình huống bây giờ hầu như có thể xác định một chuyện, đó là những chiếc máy bay này đều nhằm vào Ngô Minh, những khẩu súng hạng nặng trên chúng uy lực cũng gần giống với những khẩu súng trên chiến hạm của hắn ta, loại súng máy đó thậm chí có thể giết chết một cao thủ nguyên khí cấp 5. Những chiếc máy bay này thuộc sở hữu của công ty Tinh Hà, bằng không chúng sẽ không chỉ săn lùng và giết chết hắn ta, thậm chí không quan tâm đến những người lính đã bị tàn sát trong hỗn loạn. Ít nhất trong mắt công ty Tinh Hà, mối đe dọa của Ngô Minh là quá lớn, cho nên mới phải coi trọng như vậy. Chỉ trong một hai phút, Ngô Minh đã chạy được 2-3 km, tốc độ tương đương với một chiếc ô tô đang phóng nhanh, thỉnh thoảng anh cần phải đổi hướng và tăng tốc để tránh bị bắn từ trên cao, nhưng rõ ràng là anh muốn thoát khỏi máy bay vũ trang, chim ưng biển, trên bầu trời vẫn chưa đủ. Xung quanh khu vực này có rất ít tòa nhà, cho dù có cũng không thể chống lại oanh tạc điên cuồng của mấy chiếc máy bay này. Ngay trước khi Ngô Minh trốn vào trong một nhà xưởng bị bỏ hoang, đối phương đã trực tiếp bắn vài quả tên lửa đất đối đất thổi bay tòa nhà xưởng đó lên trời. Lúc này, vết bỏng rộng lớn trên lưng Ngô Minh đang đau đớn, ngọn lửa nhiệt độ cao do vụ nổ tạo ra có thể làm tan chảy thép và biến dạng khung thép, đủ biết quy lực của vụ nổ. Lúc đó lưng Ngô Minh đã bị bỏng, nhiệt độ cao đã làm quần áo của Ngô Minh bị cháy, cháy xém da và một số cơ bắp. Cũng may là cơ thể của Ngô Minh cường hãn, những vết thương mà người bình thường chắc chắn sẽ chết chỉ là vết thương nhẹ ở trên người của ngô minh có điều một đường chạy trốn y phục trên người đã là rách tả tơi giống như một người tị nạn trên đường chạy trốn ngô minh không có chạy trốn ra bên ngoài thành phố bởi vì không có vật che chắn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của những chiếc máy bay này cho nên ngô minh lúc này đang hướng về thành phố có rất nhiều cao ốc ở thành phố muốn thoát khỏi sự truy sát của những chiếc máy bay này sẽ dễ dàng hơn một chút lúc này Tốc độ của Ngô Minh không giảm, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, phía trước đã có rất nhiều cao ốc, nhưng Ngô Minh vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Phía trước còn có một cây cầu vượt, Ngô Minh trực tiếp nhảy xuống từ cây cầu vượt đó và sau đó nấp dưới gầm cầu để nghỉ ngơi, nơi này đổ rất nhiều xe cộ nên cũng có tác dụng che giấu. Chạy được một đoạn đường, Ngô Minh lại bị thương, coi như là lợi hại đến đâu cũng cần nghỉ ngơi, trên cánh tay phải có một vết máu dài, trên thắt lưng có vết thương và trên lưng có một vết bỏng lớn. Những vết thương này đang dần hồi phục và tái tạo tổ chức mới. Trong bóng đêm, Ngô Minh có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gầm rú của động cơ máy bay trên đầu, chỉ 2 giây sau, anh nghe được vài tiếng tiếng rít chói tai quái lạ. Mẹ kiếp, dám phóng tên lửa vào khu đô thị. Ngô Minh sửng sốt, vội vàng đứng dậy chạy đi, có thể thấy vài tên lửa phóng từ khe hở của cầu vượt tốc độ cực nhanh bắn xuống, sau đó phát nổ cách Ngô Minh 7 hoặc 8 mét. Lần này có tổng cộng 3 tên lửa. Vì lực vụ nổ ngay lập tức bao phủ một khu vực có đường kính 50 mét, người bình thường có thể bị thương nặng trong phạm vi 50 mét, chấn động đủ để làm vỡ các cơ quan nội tạng của con người. Ngô Minh chỉ cảm thấy mình như bị một cổ cự nhân vương đánh vào phía sau lưng, bay ra ngoài hàng trăm mét, sau đó đâm sầm vào một chiếc Land Rover đang đậu bên đường. Chiếc xe hiển nhiên không có khả năng ngăn cản Ngô Minh va chạm mạnh khiến thùng xe bị hư hỏng, đà bay của hắn ta không giảm trực tiếp đập vỡ kính cửa hàng ven đường cả người lăn lộn mấy vòng đụng phải vách tường mới dừng lại phúc ngô minh phun ra một nguồn máu đây là lần đầu tiên trên thế giới này ngô minh bị thương nặng như vậy cho dù anh có thân thể cường đại hơn người thường rất nhiều nhưng lần này quá gần trung tâm của vụ nổ ngọn lửa khổng lồ và tác động đã thiêu rụi tất cả quần áo của hắn ta vết bỏng nặng gãy ba chiếc xương sườn nội tạng bị lệch và chảy máu trong đây không phải là điều phiền toái nhất điều phiền toái nhất là có một mảnh vỡ kim loại sau vụ nổ trước đó đâm xuyên người ngô minh mảnh vỡ kim loại tuy đã bị biến dạng nhưng vẫn cực kỳ sắc bén còn cắm ở trên bụng hắn ta nếu có nguyên khí coi như một quả bom cực mạnh thì làm sao có thể thương tổn được mình ngô minh nghĩ thầm định rút miếng thép xuyên qua cơ thể mình ra nhưng ngô minh lại phát hiện cả hai cánh tay của mình đều bị gãy không thể cử động lúc này ngô minh nghe thấy tiếng bước chân nhưng quay đầu lại nhìn kinh ngạc phát hiện phía sau cửa hàng vẫn có người ở. Mẹ, mẹ đến xem người này. Từ hành lang bên cạnh, một cô bé mang dép búp bê, 5-6 tuổi, đang nhìn Ngô Minh với khuôn mặt xinh xắn. Ngay sau đó, cha mẹ của cô bé cũng xuất hiện, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Ngô Minh, họ vô cùng sửng sốt, vừa kinh vừa sợ. Chàng trai, cậu bị sao vậy? Không sao đâu, chờ chút, tôi sẽ tìm người đưa cậu đến bệnh viện ngay có thể thấy đôi vợ chồng trẻ rất nhiệt tình, khi nhìn thấy Ngô Minh, điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm thế nào để cứu người. Nhưng mà, Ngô Minh lập tức hướng về phía một nhà ba người này kêu, đi mau. Tiếng động cơ gầm rú bên ngoài càng ngày càng gần, Ngô Minh biết nơi này sẽ tiếp tục bị cùng oanh loạn tạc, đến lúc đó một nhà ba người này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Minh không phải là người tốt không muốn nhìn người khác chết, nhưng anh cũng không phải là động vật máu lạnh. Cút ngay nhìn thấy gia gia ba người sững sờ ngô minh lần này lo lắng trợn to hai mắt lập tức quát lên lần này ngô minh mang theo sát khí thật sự khiến gia đình ba người hoảng sợ hai vợ chồng vội vàng ôm đứa trẻ chạy ra khỏi cửa hàng sau khi chạy ra ngoài 40 mươi mét cửa hàng phía sau họ lập tức phát sinh vụ nổ kịch liệt cũng may cả gia đình ba người đã chạy ra khỏi phạm vi sát thương hữu hiệu tiếng nổ và ngọn lửa bùng lên sáng cả bầu trời đêm đen khiến cả ba người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm Hiển nhiên bọn họ may mắn bị ngô minh quát lớn trời đi, bằng không liền giống như những cư dân của toàn bộ tòa nhà, chết oan chết uổng. Tòa nhà 7 tầng ban đầu trên phố này đã cháy lớn và sụp đổ, hàng xóm xung quanh cũng chạy đến nhưng không có điện, điện thoại không dùng được nên họ không có cách nào gọi cảnh sát. Vào lúc này, một số máy bay chiến đấu, chim ưng biển cũng bay lượn gần đó, hai trong số chúng chậm chậm hạ cánh và một chiếc còn lại đang ở trạng thái cảnh giới trên không từ hai chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển rất nhanh lao ra hai mươi ba mươi tên mặt hắc y đeo mặt nạ võ trang đầy đủ những người này vừa xuất hiện lập tức bao vây đống kiến trúc sụp đổ mà từ trên phi cơ cũng đi xuống một tên ăn mặc âu phục giám đốc mục tiêu đã bị nghiền nát trong tòa nhà bị sập có lẽ đã chết một đội trưởng đeo mặt nạ đen đi tới báo cáo đồng thời nói chúng ta từ bỏ hiệp trợ quân khu vũ thành chiến đấu với những con quái vật đột ngột xuất hiện có phải không quá thỏa đáng hay không những binh lực đó thuộc quyền quản lý của nhà họ Vương, người của nhà họ Vương là một thế lực đáng kể trong công ty. Giám đốc quay lại nhìn đội trưởng đội đặc nhiệm của công ty, gật đầu một cái nói, người nói không sai, có điều phải không tiếc bất cứ giá nào giết người này là điều mà chính ông chủ đã nói với ta, ngươi có nghĩ nhà họ Vương có thể cạnh tranh với ông chủ không? Vừa rồi ngươi cũng đã thấy sức bền của Mục Tiêu, tốc độ, thậm chí cường độ cơ thể và sức sống mà con người tuyệt đối không có khả năng nắm giữ ngay cả những vũ khí sinh học do công ty phát triển e rằng cũng không bằng người này hơn nửa máu của người này không biết vì sao lại có thể kích hoạt phục chế phẩm của thế giới chiều không gian thứ hai nên giá trị của hắn càng lớn hơn ông chủ đã phân phó sống phải thấy người chết phải thấy xác đi tìm thi thể đi tên đội trưởng y lúc này chỉ có thể gật đầu phía xa có hai chiếc xe cảnh sát chạy tới rõ ràng tiếng nổ lớn và ngọn lửa ngút trời đã báo động cảnh sát khu vực này đuổi bọn họ đi đừng để bọn họ làm hỏng chuyện của chúng ta. Giám đốc điều hành cấp cao quay đầu lại nhìn chiếc xe cảnh sát đang lao tới, lập tức ra lệnh. Tên đội trưởng h lúc này gật đầu, sau đó vung tay làm động tác, lập tức có bốn tên thủ hạ nghênh đón, trực tiếp giơ lên vũ khí trong tay hướng về phía hai chiếc xe cảnh sát xạ kích. Tất cả đều sử dụng vũ khí tự động tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay với tốc độ bắn, tầm bắn và độ sát thương không thể chê vào đâu được. Trong khoảng cách 100 mét, Vỏ xe không thể chống lại sức tấn công của đạn, trực tiếp bị bắn thủng. Những người trong xe cảnh sát bị trúng đạn thành cái sàn, chiếc xe mất lái và lật nhào, lăn trên mặt đất vài cái, các mảnh vỡ của chiếc xe văng tung tóe trên mặt đất, chiếc xe khác bị đạn xuyên thủng đâm thẳng vào gốc cây xanh bên đường, ba cảnh sát trên xe tử vong, hai người còn lại ngất ngay con gà Tây, dãy dụa từ trong xe bò ra ngoài. Có điều rất nhanh đã bị bắn nát đầu từ xa, hai xe cảnh sát và bảy sĩ quan cảnh sát đều bị giết trong vòng chưa đầy 15 giây. Bốn người nhanh chóng quay trở lại đội, rõ ràng là đã được đào tạo bài bản, sức chiến đấu kinh người. Nhìn thấy cảnh này, mọi người trốn xung quanh xem náo nhiệt đằng sau mấy tòa cao ốc, xe cộ đã sợ đến mức hồn phi phách tán, trốn đi thật xa. Đồ sao, bọn này dám giết cả cảnh sát chứ đừng nói là giết người khác mà một ít người sáng suốt đã nhìn ra vài vấn đề của các sự kiện liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian này rõ ràng, bầu trời đã thay đổi. 20-30 h y nhân đeo mặt nạ màu đen nhanh chóng bước về phía trước, rời khỏi đống đổ nát và những tấm xi măng vỡ, đồng thời tìm kiếm ngô minh bị đè ở dưới. Rõ ràng những h y nhân đeo mặt nạ màu đen này không phải người thường, lực lượng của bọn họ lớn đến kinh người. Một người có thể dễ dàng nâng những tấm xi măng nặng hàng trăm kg, còn người rõ ràng là đội trưởng còn kinh khủng hơn, bắp thịt dưới quần áo bó nhô lên, nâng một khối bê tông nặng 4-500 kg, lực lượng ít nhất gấp 6 lần người thường. Thuốc cường hóa cấp B của công ty quả nhiên lợi hại. Mặc dù có một số di chứng và cần hít thở khí đặc biệt để tồn tại, nhưng sức mạnh đó rất mạnh và đáng sợ, thần kinh phản xạ, thính giác và thị giác được nhân lên, và nếu là thuốc cường hóa cấp A mới thực sự là hoàn mỹ, ta tin rằng mình sẽ sớm nhận được đặc quyền nâng cấp cường hóa cấp A. Nhưng tiếc là không thể bắt sống được ngô minh này, nếu không ta còn có thể nhận được đặc quyền cường hóa cấp S. Thật đáng tiếc. Giám đốc điều hành cao cấp lúc này ho khan một tiếng, ông ta lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ nhỏ, hít thở vài hơi trước khi sắc mặt dịu lại. 20 hoặc 30 hắc y nhân đến dọn dẹp hiện trường, các đống đổ nát và các thanh thép nhanh chóng được dọn đi, trong thời gian này, thi thể của nhiều nạn nhân bình thường cũng được đào lên. Đây là những cư dân ban đầu của tòa nhà này bị chết ngoài ý muốn, chỉ có điều những hắc y nhân hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Đào đến tầng 1, một hắc y nhân vương tay mở tấm bê tông cao hơn nửa người đột nhiên từ khe hở bên dưới có một bàn tay vươn ra lập tức quằn cổ hắc y nhân thể chất của hắc y nhân gấp bốn lần người thường có thể nói là vô cùng mạnh mẽ phản ứng nhanh nhưng vẫn không thể né tránh định đưa tay ra vặn gãy bàn tay đang ôm lấy hắn nhưng bỗng nhiên cảm giác được trên ngón tay đối phương truyền đến sức mạnh khổng lồ ngay sau đó cổ bị lực lượng này vặn vẹo bẻ gãy cảnh này diễn ra quá nhanh và quá lặng lẽ thậm chí không thu hút sự chú ý của những hắc y nhân xung quanh. Còn Ngô Minh là người duỗi tay vặn cổ hắc y nhân, lúc trước bị thương rất nặng, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh không thể tiếp tục chạy trốn, hai tay gãy xương, chỉ cần Ngô Minh đồng ý, có thể trong vòng một phút khôi phục 7 phần 10 trở lên. Vết bỏng ở lưng không đáng kể, phiền toái nhất là tấm thép xuyên qua cơ thể khiến nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, mặc dù Ngô Minh thân thể đặc thù, nhưng cũng có cực hạn. Rõ ràng nếu tiếp tục chạy trốn trong hoàn cảnh đó thì không khôn ngoan, thậm chí nếu tiếp tục bỏ chạy hắn ta sẽ tiếp tục bị đối phương truy sát, đến lúc đó nếu lại bị trúng đạn súng máy hạng nặng và tên lửa thì tình hình sẽ thực sự rắc rối. Vì vậy, Ngô Minh đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là tạm thời không chạy trốn. Anh trốn trong phòng tắm lầu 1, khu hình tam giác vững chãi, theo ước tính của Ngô Minh, cho dù cả tòa nhà có sập cũng không bị đè bẹp, ít nhất cũng để lại cho anh một không gian sinh tồn, mà thứ ngô minh cần bây giờ là thời gian. Anh muốn bình phục vết thương, đồng thời cố ý tỏ ra yếu thế dẫn ba máy bay chiến đấu chim ưng biển đi xuống bởi vì đối phương ở trên trời, cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể làm gì được. Không thể phi hành, không có tọa kỵ phi hành, không có thể công kích, ngô minh muốn ném đá cũng không thể đánh rơi máy bay xuống, muốn phản kích chỉ có thể dụ dỗ đối phương hạ xuống. Vì mục tiêu của những người này là chính hắn ta, trong trường hợp này bọn chúng nhất định sẽ hạ xuống, và chỉ cần đối phương hạ xuống thì Ngô Minh có thể động thủ. Dù sao trong lòng Ngô Minh cũng đã tức sôi ruột rồi. Mà hiện tại, chính là thời điểm phát tiết lửa giận. Trong 20 phút qua, Ngô Minh đã cố gắng hết sức bình phục vết thương, thậm chí còn rút thép tấm trong bụng ra, hiện tại thương thế đã bình phục 50-60%, cũng không ảnh hưởng đến việc Ngô Minh dùng lực. Sau khi giết chết hắc y nhân bằng cách vạn cổ hắn, Ngô Minh nhảy ra từ đống đổ nát bên dưới với con dao găm trên tay, nắm lấy khẩu súng trong tay hắc y nhân, giơ tay liền bóp cò. Đạn tuôn ra, hai hắc y nhân bị bắn thẳng vào đầu, trong khi Ngô Minh cấp tốc chạy như điên, con dao găm băng trên tay như một đạo tử vong sóng gợn nhanh chóng chém ngang cổ ba tên hắc y nhân, con dao găm sắc bén cắt cổ họng, làm máu đông lại, những hắc y nhân này chết ngay lập tức. Ngay cả những chiến sĩ đã được cường hóa cấp B cũng khó có thể cận chiến với Ngô Minh. Giết liên tiếp 5 người, những hắc y nhân khác cũng có phản ứng, nhưng Ngô Minh hiển nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Hắn ta đã lên kế hoạch từ đầu, hiện tại hầu như tất cả những hắc y nhân đều ở trong phạm vi 20m, trong khoảng thời gian ngắn Ngô Minh có thể sử dụng tiềm năng kích hoạt thân thể để gia tăng tốc độ và sức mạnh, Ngô Minh dự định sẽ giết hết đám hắc y nhân trong vòng 3 giây. Khoảnh khắc tiếp theo, đội trưởng hắc y nhân phản ứng nhanh nhất bóp cò súng về phía Ngô Minh, hắn ta gầm lên một tiếng. Thân hình đột nhiên tăng lên gấp bội, cơ bắp cuồn cuộn như thép, lúc này đây là lần đầu tiên Ngô Minh kích hoạt tiềm năng của cơ thể lên 150%. Sức mạnh và tốc độ do việc này mang lại đã đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố, kết quả cho thấy chân của Ngô Minh quán lực, một tấm xi măng dưới chân trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh vỡ, hắn ta lập tức biến mất trong mắt một số H y nhân, viên đạn do đội trưởng H y nhân bắn ra cũng bắn trượt. Gần như cùng lúc đó, Đầu của hai hắc y nhân ở cách đó 10 mét liền oành một tiếng nổ tung, bọn chúng đều bị Ngô Minh một quyền một đánh chết, bây giờ cú đấm của Ngô Minh còn mạnh hơn cả đạn pháo, ngay cả đá hoa cương cũng có thể một quyền nổ nát, càng không cần phải nói đến cái đầu còn mỏng manh hơn, hơn nữa với tốc độ hiện tại của Ngô Minh. Giết người đến quả thực so với liềm gặt lúa mạch còn nhanh hơn. Tập trung hỏa lực. Đội trưởng hắc y nhân hô to, nhưng hiển nhiên là hắn đánh giá thấp thực lực của Ngô Minh, mấy giây tiếp theo thuộc hạ của hắn lần lượt chết thảm. Trong vòng hai hơi thở, hắc y nhân trong bán kính 20 m ngoại trừ hắn đều bị giết sạch. Một số bị nắm đấm đánh chết, một số bị một cước quét thành hai đoạn, một số bị giết bởi dao găm băng, thậm chí một số còn bị giết bởi khối xi măng do ngô minh ném. Ở khoảng cách này, khối xi măng bị ngô minh toàn lực ném hết có thể so sánh với đạn pháo. Cuối cùng, đội trưởng hắc y nhân cũng định bắn vào ngô minh, nhưng với tốc độ và thần kinh phản xạ của ngô minh, hắn ta có thể dễ dàng tránh được làn đạn của đối phương. Ngay sau đó, Ngô Minh đã ném một thanh thép gãy trực tiếp đem đối phương bắn thủng, đóng đinh trên mặt đất. Sinh lực của đội trưởng Hắc Y Nhân gấp mấy lần người thường, cho dù bị xuyên vào thân thể cũng không chết ngay, chỉ có điều trong thời gian ngắn đã không có uy hiếp gì nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Ngô Minh hầu như đã giết sạch toàn bộ đám Hắc Y Nhân, tên giám đốc điều hành ở đằng xa đã sợ đến hải hùng khiếp vía, hắn tính chạy về phía máy bay phía sau, chỉ có bay lên trên không trung, hắn mới coi như an toàn. Muốn chạy. Vừa nãy truy sát ta thoải mái như vậy, hiện tại cũng nên để ta hưởng thụ rồi. Ngô Minh thấy giám đốc điều hành cấp cao chuẩn bị xông vào máy bay, lập tức nắm lấy hai vũ khí tự động rơi trên mặt đất và trực tiếp bắn vào hai chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển đang đậu trên mặt đất. Ngô Minh nhắm vào cabin và động cơ, dù là giết phi công hay phá động cơ của máy bay đều có thể ngăn cản đối phương cất cánh. Viên đạn xuyên thẳng vào tấm kính ở khoảng cách dưới 100 mét, khiến hai phi công chuẩn bị nổ máy và cất cánh thiệt mạng. Giám đốc điều hành cấp cao ngay lập tức chết lặng khi nhìn thấy điều này, có điều hắn cũng đủ quyết đoán, lập tức chạy về phía xa, đồng thời một chiếc máy bay chiến đấu, chim ưng biển, cảnh giới trên không trung cũng lập tức bắt đầu dùng súng máy hạng nặng hướng về Ngô Minh xả kích. Nhưng lần này Ngô Minh đã sớm có kế hoạch, trước tiên anh bắn vài phát đạn nát đầu gối chân của giám đốc điều hành cấp cao khiến đối phương khó chạy thoát ra ngoài, sau đó ngô minh chạy nhanh và lao thẳng vào máy bay chiến đấu chim ưng biển mặt đất phía sau anh bị những viên đạn bắn từ trên không cày nát nền xi măng bị nổ tung thành từng những hố nhỏ và mặt đất vỡ tung tóe bắn lên tảng lớn bùn đất cùng đá vụn lúc này ngô minh đang chạy đua với thời gian và tốc độ nhanh hơn bất kỳ ai khác trong nháy mắt ngô minh lao tới máy bay chiến đấu chim ưng biển gần nhất liền vươn tay kéo khẩu súng máy hạng nặng trên thân máy bay xuống Khung kim loại cố định không thể chống lại sức mạnh của Ngô Minh lúc này. Sau khi kéo xuống, Ngô Minh nâng khẩu súng máy nặng 150 kg nhắm vào chiếc máy bay chiến đấu chim ưng biển đang bắn điên cuồng trên đầu. Bây giờ sử dụng vũ khí bình thường, ở độ cao này không có gì nguy hiểm đối với hắn ta, nhưng khẩu súng máy hạng nặng trên không này thì khác, sức xuyên phá và độ sát thương của nó đã tương đương với một khẩu pháo nhỏ, ngay cả một tấm thép hợp kim đặc biệt dày 10 phân cũng có thể bắn thủng ngô minh lập tức bắn vào máy bay chiến đấu chim ưng biển trên đầu máy bay bên cạnh ngô minh bị đạn như mưa bắn nát và ngô minh nhắm mục tiêu cũng không tệ máy bay trên đầu cũng bị xuyên thủng và đồng thời phá hủy động cơ động cơ phát nổ trên không sau đó chiếc máy bay bị mất đi động lực nhanh chóng rơi xuống một ngọn lửa bùng lên cách đó cả trăm mét vũ khí này tốt thật ngô minh nhìn khẩu súng máy hạng nặng trong tay gật đầu hài lòng thứ này tuy trọng lượng kinh người thế nhưng uy lực cũng lớn có thể bắn ra 300 viên đạn cỡ lớn mỗi phút, tuyệt đối là bảo tác sắt thép. Ngô Minh đã hạ cả ba chiếc máy bay, không biết có bao nhiêu người trong chiếc máy bay cuối cùng nhưng tất cả đều chết khi máy bay gặp sự cố và phát nổ, lúc này chỉ có hai người truy sát Ngô Minh còn sống. Một người là đội trưởng Hắc y nhân đeo mặt nạ đen bị Ngô Minh ném thanh thép xuyên qua, và người còn lại là giám đốc điều hành cấp cao bị dập nát chân và đầu gối, nhưng lúc này, cả hai vậy mà lại chạy trốn. Khi Ngô Minh và chiếc máy bay thứ ba đối chiến với nhau, cả hai đều bỏ chạy trong 10 giây này, điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh. Rõ ràng hai người này không phải người thường, người bình thường bị thương thế này cho dù không chết cũng tuyệt đối không thể di động một bước, hiển nhiên thân thể bọn chúng đã được cường hóa, hơn nữa mức độ cường hóa rất cao. Ngô Minh bỏ khẩu súng máy hạng nặng, đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên mặt đất còn sót lại vết máu, không phải lúc trước Ngô Minh không giết được hai người này, mà là Ngô Minh nhìn thấy hai người này có địa vị khá cao, hắn ta muốn từ trên người bọn họ thu lấy tình báo liên quan đến kế hoạch mới nhất của công ty Tinh Hà. Như câu nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vốn tưởng rằng hai người này bị trọng thương như vậy, tuyệt đối không có khả năng đào tẩu, không nghĩ tới kết quả làm Ngô Minh rất là ngoài ý muốn. Muốn chạy, vậy cũng phải có khả năng chạy trốn mới được. Ngô Minh nhìn vết máu trên mặt đất, ngửi chút mùi máu dính trên ngón tay, nhắm một phương hướng chạy đi ngũ quan của ngô minh đã vượt qua tiêu chuẩn của người bình thường rồi khứu giác của hắn ta có thể so sánh với chó săn chưa kể khi đối phương bỏ chạy sẽ còn vương lại máu trên mặt đất ngô minh không dự định buông tha hai người kia đúng như anh nghĩ đã trở thành kẻ thù của công ty tinh hà cần phải tìm ra kế hoạch tiếp theo của đối phương hơn nữa ngô minh cũng thù rất dai những tên này đã truy sát hắn ta vô cùng chật vật thù này tự nhiên là phải báo bởi vì quần áo trên người đã bị xé nát Ngô Minh trực tiếp xông vào một cửa hàng quần áo đã đóng cửa ven đường, lấy một bộ cao cấp mặt vào người, dù sao khỏa thân cũng quá mức làm người khác chú ý. Sau khi đi qua mấy cái quảng trường, trên mặt đất đã sớm không còn vết máu, hai người kia tự hồ đã chạy mất tâm mất tích, nhưng Ngô Minh vẫn không có mất đi mục tiêu, hiển nhiên hai người đều biết che giấu dấu vết, thế nhưng Ngô Minh vẫn biết mình đang ở rất gần đối phương. Đây đã là khu đô thị của Vũ Thành, cách trận chiến trước đó 1,5 km, rất nhanh Ngô Minh đi tới dưới một tòa nhà, mùi máu tanh rất loãng trong không khí đã biến mất ở đây. Rõ ràng là hai người đó đã vào tòa nhà. Ngô Minh nhìn lên thì thấy trong tòa nhà có đèn, hiển nhiên có máy phát điện khẩn cấp. Khách sạn Lệ Hoa Sau khi Ngô Minh nhìn thấy bản hiệu của tòa nhà thì bước vào. Đã 11 giờ tối, vốn dĩ đây là lúc cuộc sống về đêm ở đô thị bắt đầu, nhưng bây giờ không có điện, toàn bộ thành phố đã rơi vào trong im lặng chết chóc một nơi cao cấp như khách sạn lệ hoa vẫn có điện nghiễm nhiên nó là một trong số ít những nơi sôi động trong thành phố trong sân của khách sạn các loại ô tô hạng sang đều đang đổ trước cửa khách sạn vẫn có người trông coi cửa lúc này một chiếc ô tô mercedes-benz chạy qua dừng trước cổng khách sạn người gác cửa lập tức bước tới mở cửa một đôi nam nữ từ trong xe đi xuống anh yêu em đã nói tới nơi này là đúng rồi mà cả thành phố không có điện chỉ có khách sạn lệ hoa là có rất nhiều công tử và người nổi tiếng đã đặt phòng ở đây. Nghe nói hôm nay buổi tối còn có một party cùng hoang trắng đêm, ngay cả nữ diễn viên Tần Văn cũng ở đây. Tần Văn, nữ diễn viên hạng nhất đó, cô ấy cũng ở đây. Tuyệt, chúng ta vào đi, nhưng nói trước nha, thời điểm này mà hưởng thụ buổi tiệc này giá cả rất xa xỉ, anh đã bỏ ra một số tiền lớn để nhận được tấm thiệp mời vào khách sạn, anh nghĩ tối nay chúng ta sẽ đặt một phòng, hảo hảo hưởng thụ một chút. Ghét ghê à. Đôi trai gái này một bên trò chuyện, chàng trai quần áo xa hoa bắt đầu từ túi trong lấy ra hai tấm thiệp mời mạ vàng, bảo vệ ở cửa và người phục vụ kiểm tra trước khi cho họ vào. Ngô Minh thính giác rất mạnh, nghe được đôi trai gái đối thoại, lại nhìn thấy thiệp mời lập tức nhíu mày. Hiện tại muốn vào khách sạn này còn cần thiệp mời. Ngô Minh tự lẩm bẩm, bất quá nghĩ đến cũng đúng thôi, bây giờ ở Vũ Thành mất điện, bên ngoài hỗn loạn, người bình thường chỉ có thể sống trong bóng tối lạnh lẽo chỉ có người giàu có có địa vị nhất định mới có thể bước vào một nơi cao cấp như vậy vào thời điểm này nơi có thể coi là biểu tượng của thân phận và địa vị ngôn minh nhìn quanh muốn đi vào khách sạn trên căn bản cũng chỉ có cửa chính hai người kia rõ ràng vào khách sạn để trốn nếu như vậy làm sao bọn chúng vào được phải biết bọn chúng chưa chắc đã chuẩn bị trước thiệp mời cưỡng bách tiến vào cũng không giống nếu như tiến vào khó khăn bọn chúng có khả năng không phải trốn ở chỗ này mà là trốn ở chỗ khác Hiển nhiên, Ngô Minh có thể xác định hai người đang trốn trong khách sạn này, vấn đề bây giờ là làm sao vào được. Xông vào tự nhiên có thể, nhưng Ngô Minh không muốn vậy nên chỉ có thể lẻn vào từ nơi khác. Lúc này sau lưng Ngô Minh có tiếng còi ô tô, hóa ra vừa rồi Ngô Minh mất tập trung chặn giữa đường, phía sau có một chiếc xe Audi màu đen, tài xế hơi sốt ruột bấm còi. Vừa nhìn chính là một quỷ nghèo, thậm chí còn không có xe hơi mà lại dám tới một nơi cao cấp như vậy, thực sự là buồn cười cách đó vài mét một vài phụ nữ đi giày cao gót bước ra từ trong một chiếc xe vừa mới đổ bọn họ đương nhiên còn có nam nhân hiển nhiên cũng là người có tiền lúc này những người này đang khinh thường nhìn ngô minh trong mắt hiện lên vẻ khinh thường ngô minh đương nhiên không thèm đếm xỉ gì đến mấy tên ngốc này vừa định rời đi tìm chỗ lẻn vào khách sạn liền nhìn thấy người ngồi ở ghế sau xe audi phía sau ngô minh sửng sốt một chút sau đó nở nụ cười không ngờ lại gặp một người quen thì ra là Tần Lực Đông đang ngồi trong chiếc xe Audi này. Trong nguyên khí thế giới, là người giúp anh quản lý sư thành cũng là người mà Ngô Minh thấy có dũng khí và tầm nhìn xa, có thể nói Ngô Minh hiểu rất rõ về thủ hạ này của mình, bao gồm cả tình huống của ông ta ở thế giới cũ. Ở thế giới cũ, Tần Lực Đông là một quan chức cấp thành phố, nghe nói là quyền phó thị trưởng Vũ Thành, thay người tiền nhiệm bị thuyên chuyển, có thể nói là trong tình huống bình thường, miễn là hết thời gian tạm thời là Tần Lực Đông có thể chuyển chính thức mà phó thị trưởng quản lý hạt phạm vi rất lớn bao gồm cả hệ thống trị an của vũ thành có nghĩa là người lãnh đạo trực tiếp cảnh sát ở vũ thành là tần lực đông đây là lý do tại sao ông ta có thể chiếm được một ghế ủy viên ủy ban ở sư thành tất cả đều chú trọng đến thực lực không có thực lực thì không thể vào được một vòng tròn nào cả ngô minh kiếp trước không thể nghi ngờ là một người bình thường anh đương nhiên không thể quen biết một người như tần lực đông nhưng sau khi trải qua tái sinh và cuộc khởi của ngô minh có thể nói hắn ta đã trở thành một nhân vật đỉnh điểm, bất kỳ ai nhìn thấy Ngô Minh sẽ coi hắn ta như một nhà lãnh đạo và được những người khác tôn kính. Nguyên nhân là bởi vì Ngô Minh thực lực vô song, mà hiện tại anh vẫn nắm giữ đủ thực lực, nhưng bởi vì đây không phải nguyên khí thế giới, cho nên Ngô Minh hy vọng có thể mượn sức mạnh của tầng lực đông ở thế giới này. Rõ ràng, nếu là tầng lực đông, vào khách sạn xa hoa này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là tầng lực đông ở thế giới này là quan chức cấp cao nắm quyền lại không biết Ngô Minh, làm sao có thể mượn sức mạnh của đối phương mới là vấn đề mà Ngô Minh muốn giải quyết, cũng may chuyện này hắn ta xem ra cũng không khó khăn. Ngô Minh lập tức đi vòng qua cửa sau bên trái của xe Audi vài bước, đưa tay ra kéo đột ngột, mở cửa rồi ngồi vào. Chỉ có tầng lực đông ngồi ở ghế sau, phía trước còn có tài xế, ghế lái phụ là một thanh niên trông giống thư ký, hắn ta giật mình khi thấy Ngô Minh đột nhiên xông vào xe. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nam thư ký lập tức lên tiếng khiển trách, nhưng tài xế một mặt không dám tin tưởng, phải biết cửa xe bị khóa, làm sao đối phương có thể kéo mở ra. Tần Lực Đông ở trong xe tương đối bình tĩnh, dù sao tư cách cùng kinh nghiệm đều có, quay đầu liếc nhìn Ngô Minh, làm ra tư thế có thể phản kích bất cứ lúc nào nếu bị công kích. Hiển nhiên, ông ta nhìn thấy cánh cửa bên phía Ngô Minh đã bị phá vỡ, thép khóa xe bị vũ lực trực tiếp xé ra nhưng sức mạnh cùng lực bùng nổ của đối phương đã khống chế tốt giống như trực tiếp mở cửa rõ ràng đây không thể là điều mà người bình thường có thể làm được ngô minh thoải mái ngồi bên cạnh tầng lực đông mà nhìn chằm chằm vào ông ta sở dĩ hắn ta trực tiếp xông vào xe là bởi vì ngô minh hiểu tính tình của tầng lực đông đối phương là người biết lựa chọn và bình tĩnh không hoảng sợ sẽ không la hét vì vậy mới cho mình một cơ hội để nói khoảnh khắc tiếp theo ngay khi tài xế chuẩn bị mở cửa bước xuống xe ngô minh đột nhiên lấy từ trên tay ra một khẩu súng lục ngay lập tức tài xế và thư ký choáng váng lấy ra súng lục chỗ tốt là có thể kinh sợ bọn họ và khiến họ nghe lời bằng không nếu như bọn họ xuống xe kêu to cầu viện đối với ngô minh mà nói liền phiền phức ngươi ngươi đừng kích động ngươi biết chúng ta là ai không ngươi như thế làm không có bất kỳ chỗ tốt nào tuyệt đối đừng kích động thư ký tưởng ngô minh tới đây cướp lập tức lên tiếng nói tiểu triệu đừng nói nữa hắn biết chúng ta là ai tần lực đông lúc này ngăn cản thư ký của mình hiển nhiên là đã nhìn thấy ngô minh biết thân phận của bọn họ đối phương rõ ràng đã có kế hoạch từ trước như vậy nói những câu nói kia vốn là dư thừa mục đích của ngươi là gì nói đi tội dùng vũ khí bắt quan chức nhà nước làm con tin không nhẹ nếu yêu cầu của ngươi hợp tình hợp pháp ta sẽ xem xét nhưng ta sẽ không bao giờ nhân nhượng vũ lực ta cũng sẽ không đồng ý yêu cầu phi thực tế của ngươi điểm này ngươi phải biết Tần lực đông vẫn mặt không biến sắc, không thể không nói, ông ta cũng là một nhân vật. Phó thị trưởng Tần, nếu ông đã nói như vậy thì cứ nói thẳng, ta muốn ông đưa ta đi vào trong. Ngô Minh dựa vào ghế mềm chỉ vào khách sạn phía trước. Lập tức ba người trên xe đều sững sờ, thư ký trẻ tuổi vẻ mặt không tin, chuyện đơn giản như vậy mà dùng súng uy hiếp phó thị trưởng, người này điên rồi sao? Chỉ có điều lời này bọn họ không dám nói, dù sao đối phương cũng cầm súng trong tay. Tần Lực Đông cũng sửng sốt một chút, nhưng ông rõ ràng khí độ phi phàm, lại gật đầu nói không thành vấn đề, ta có thể đưa ngươi đi vào. Sau đó, Tần Lực Đông đối với tài xế nói, lão hoàng, lái xe đi. Người lái xe chỉ có thể đi về phía trước đổ xe ở cửa khách sạn, sau đó Ngô Minh đẩy cửa bước xuống. Bên kia, người gác cửa cũng mở cửa bên phía Tần Lực Đông, phó thị trưởng Tần mời vào. Người gác cửa phụ trách lễ tân hiển nhiên đã được dặn dò từ trước nhìn thoáng qua tầng lực đông, giờ khắc này hết sức ân tầng nói. Thư ký xuống xe bên cạnh cứng đờ, một mặt muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đang suy nghĩ xem có thể khuất phục được tay súng với sự trợ giúp của những người canh cửa và nhân viên bảo vệ này hay không. Lúc này, Ngô Minh đã đi đến bên cạnh tầng lực đông mà không nói một lời, hắn ta mặc một bộ đồ màu đen, trông giống như trợ lý của tầng lực đông. Vì lo lắng cho sự an toàn của tầng lực đông nên cả tài xế và thư ký đều không dám nói gì, sau đó Ngô Minh đi theo tầng lực đông nghênh ngang đi vào khách sạn. Để thư ký của ông đi ra ngoài, nói với hắn và tài xế, đừng nói nhảm. Ngô Minh nói với tầng lực đông, rõ ràng anh không khống chế được chuyện này, nhưng cũng không sao, mạng điện thoại di động đã bị tê liệt rồi, thư ký và tài xế muốn báo cảnh sát cũng khó khăn. Tần lực đông liếc mắt nhìn Ngô Minh, đối với thư ký của mình nói vài câu, người sau gật đầu đi ra ngoài, có thể thấy thư ký kia thở vào nhẹ nhõm, Đi ra ngoài hiển nhiên an toàn hơn. Được rồi, người trẻ tuổi, anh định làm gì? Nói cho tôi biết. Anh biết tôi là phó thị trưởng. Có lẽ tôi có thể giúp anh, nhưng nếu anh làm điều gì đó ngu ngốc đi nhầm đường, vậy ai cũng đều giúp không được anh đâu." Tần Lực Đông quay đầu nói với Ngô Minh. Thành thật mà nói, lý do khiến Ngô Minh tiếp xúc với Tần Lực Đông chủ yếu là để được vào khách sạn này một cách thuận lợi và nhanh chóng. Ngoài ra, Ngô Minh cũng hiểu không ai có thể ngăn cản kế hoạch của công ty Tinh Hà bây giờ, sự tình đến một bước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tiến thêm một bước mà nói, Tần Lực Đông ở nguyên khí thế giới cũng coi như là có giao tình với mình, cho nên anh cũng không ngại giúp Tần Lực Đông ở thế giới này. Thứ hai, Tần Lực Đông trong tay có tài nguyên, có thể giúp đối phương phát triển quyền lực trước thời hạn và đối đầu với công ty Tinh Hà. Nhưng bây giờ nói những lời này với đối phương, Tần Lực Đông có thể không tin, chỉ có thể nói sau ưu tiên hàng đầu là bắt được đội trưởng h y nhân và giám đốc điều hành cấp cao đêm nay ngươi cũng tới yến tiệc ngô minh bên kia không có trả lời mà là trực tiếp hỏi tần lực đông gật đầu vậy thì lên lầu đi ngô minh nhìn thấy thang máy bên hông đại sảnh một nhân viên phục vụ đã mở thang máy anh biết đại tiệc đang được tổ chức trên lầu nếu hai người từ công ty tinh hà vào khách sạn thì nói không chừng cũng ở nơi đó bởi vì Ngô Minh vào khách sạn đã có thể ngửi thấy mùi máu do đối phương để lại. Ngô Minh không nói lời nào trong thang máy, lúc này anh đột nhiên nghĩ tới tại sao Tần Lực Đông lại tới bữa tiệc này, trước khi Ngô Minh nghe thấy đôi trai gái ở cửa khách sạn nói nữ minh tinh Tần Văn cũng sẽ tham dự bữa tiệc. Người khác không biết, nhưng Ngô Minh biết Tần Văn thật ra là cháu gái của Tần Lực Đông, cha của Tần Văn là anh cả của Tần Lực Đông, trước kia bận việc kinh doanh ở nước ngoài, cho nên ở quốc nội đại bộ phận thời gian đều là tầng lực đông chiếu cố tần văn, nghe nói cảm tình giống như cha con. Những điều này đều là do tần lực đông vô tình nói ra trước đó, những người khác hoàn toàn không biết quan hệ của họ. Ngay sau đó thang máy đi lên sảnh tiệc tầng 15, sau khi cửa mở ra đã thấy sảnh tiệc lộng lẫy, ở đây không thể nhận thấy bóng tối bên ngoài. Trong sảnh tiệc rộng hàng nghìn mét vuông, khách khứa tốt năm tốt ba nói chuyện với nhau, nam nhân nho nhã lễ độ, nhất phái thân sĩ phong độ, trong khi phụ nữ nổi bật và chói lọi, trên bàn có nhiều món ngon khác nhau để mọi người ăn và đôi khi sẽ có những người phục vụ ăn mặc đẹp với những khay rượu trong tay, chỉ cần khách nhân giơ tay. Bọn họ liền sẽ đem khay rượu ngon dân lên. Đây rõ ràng là một giao lưu xã hội cấp cao tiêu chuẩn, nhưng Ngô Minh lại cảm thấy vô cùng trào phúng, hoàn cảnh ở đây và bên ngoài về cơ bản là hai thế giới. Người giàu có thể dùng của cải trong tay để tạm thời duy trì cuộc sống xa hoa ban đầu nhưng kiểu cuộc sống này có thể kéo dài bao lâu một khi nguồn lực trong tay cạn kiệt họ sẽ trải qua bóng tối và tuyệt vọng như những người bình thường ngô minh hít một hơi thật sâu anh đã có thể chắc chắn mục tiêu mà mình tìm kiếm chính là trong đại sảnh này mặc dù có rượu ngon đồ ăn và mùi thơm của phụ nữ nhưng ngô minh vẫn có thể phân biệt được mùi máu nhàn nhạt phó thị trưởng tần đã lâu không gặp lúc này một người đàn ông đầu trọc cầm ly rượu bước tới chào hỏi cùng lúc đó một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dạ hội đi tới. Nhiều người đàn ông dọc đường đều ngắm nhìn mỹ nữ hàng đầu này, đủ để thấy rõ nàng sặc sỡ lóa mắt. Tần Văn, đến trò chuyện với vị thanh niên tuấn kiệt này, chú sẽ bắt chuyện với một người bạn cũ. Lúc này, Tần Lực Đông đột nhiên nói, nói xong liền nói nhỏ với Ngô Minh, người trẻ tuổi, tôi đã hoàn thành yêu cầu của anh. Tôi đã đưa anh đi vào, anh yên tâm, tôi sẽ không tố giác anh, sau này có khó khăn gì đều có thể tìm đến tôi, tần văn là cháu gái của tôi anh nên biết nàng là đại minh tinh các ngươi đều trạc tuổi nhau đi nói chuyện phiếm đi rõ ràng người đẹp đi qua là nữ minh tinh tần văn nhưng điều khiến ngô minh ngạc nhiên là tần lực đông trước nay vẫn luôn giữ bí mật về mối quan hệ của mình với tần văn lần này làm sao thái độ khác thường như vậy tự nói với mình những điều này hiển nhiên trong này có gì đó quái lạ ngô minh từ khi vào khách sạn thấy thần thái của tần lực đông có chút thay đổi tuy rằng không lộ ra ngoài Cố ý che giấu nhưng Ngô Minh vẫn có thể phát hiện ra. Có gì đó không ổn, hoàn toàn không đúng, trái tim của Ngô Minh nhảy lên. Nếu là người không quen với Tần Lực Đông, rất có thể họ sẽ không phát hiện ra vấn đề, nhưng Ngô Minh lại rất quen thuộc với Tần Lực Đông, trong tình huống bình thường, không thể khiến đối phương làm ra những hành động vừa rồi. Điều này chỉ có thể có nghĩa một điều, Tần Lực Đông vì chuyện nào đó, không thể không làm như vậy. Khi một người muốn làm một việc đặc biệt là muốn che giấu người khác thì một việc nhất định phải làm là nói dối và khi nói dối, người đó sẽ lộ ra sơ hở của mình, dù sao giả chính là giả, cùng đồ thật so sánh nhất định sẽ có sơ hở, người ta nói dối thì nhất định có sơ hở, chỉ cần quen thuộc một người. Chắc chắn sẽ có thể phát hiện ra người ấy nói dối hay làm điều gì khác thường. Lúc này, Tần Lực Đông đang nói dối. Nói xong, Người đàn ông trung niên đầu trọc kéo Tần Lực Đông đang nghe truyện trên tivi audio CV cười nói, "Đi, bên kia còn có mấy vị bạn cũ muốn cùng ngươi ôn chuyện đây." Một bên vừa đi vừa nói, chờ đến khi nói xong đã lôi kéo Tần Lực Đông đi mấy chục mét rồi. Ngô Minh tuy rằng khó hiểu, biết có cái gì không ổn, nhưng lập tức cũng không nghĩ ra vấn đề chỗ ở nào, dù sao Tần Lực Đông ở thế giới này nói trắng ra căn bản cùng mình không quen biết, chẳng lẽ là sợ hãi khẩu súng trong tay của mình, cố ý nghĩ cách trời đi. Nếu là như vậy, Ngô Minh cũng không quan tâm, dù sao anh cũng không định làm gì Tần Lực Đông, Ngô Minh cũng định tìm thời điểm thích hợp nói chuyện với Tần Lực Đông về phương hướng tương lai và kéo ông ta đến bên mình. Đôi khi, con người luôn bị định kiến chính mình dẫn đến sai lầm, lần này Ngô Minh hiển nhiên đã phạm phải sai lầm này, nếu như sớm hơn đoán ra được sự dị thường của Tần Lực Đông, e rằng sau này sẽ không gặp rắc rối và bị động như vậy. Giờ phút này, Ngô Minh tự nhiên sẽ không cùng Đại Minh tinh Tần Văn nói chuyện phím, anh vốn định đi tìm hai người đó, nhưng vào lúc này, một người phục vụ đi tới Ngô Minh đưa một cái hộp nói: "Tiên sinh, đây là hai vị bên kia đưa cho ngài." Ngô Minh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên phát sinh biến hóa. Chiếc hộp do người phục vụ giữ bỗng nhiên mở tung ra, hơn một chục chiếc đĩa màu đen từ trong đó bay ra, hơn một nửa trong số đó được gắn vào cơ thể của Ngô Minh như một cục nam châm, và chỉ có một vài chiếc được gắn vào người phục vụ chưa phục hồi tinh thần. Khoảnh khắc tiếp theo, ngô minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phi thường đè lên mình là trọng lực ngô minh phản ứng tức thì anh đã từng luyện thành một thẻ bí thuật lợi hại trong đó có trường trọng lực có thể khống chế độ lớn của trọng lực trong một khu vực nhất định hiển nhiên trọng lực càng lớn thì việc di chuyển càng khó khăn hơn ngô minh lúc này cảm thấy lực hấp dẫn trên cơ thể mình đột ngột tăng lên hàng chục thậm chí hàng trăm lần hậu quả của việc này là ngô minh trực tiếp bị đè xuống sàn mà cùng lúc đó hắn ta nghe thấy tiếng la hét của những người xung quanh đồng thời nhìn thấy người phục vụ xui xẻo cũng bị đè xuống sàn nhưng đối phương không có thân thể cường tráng như ngô minh lúc này xương của hắn đã vỡ nát cơ thể trực tiếp bị nghiền nát bởi lực hấp dẫn đáng sợ trúng kế rồi ngô minh lập tức hiểu được đối phương dùng người phục vụ vô tội đem tới vũ khí trọng lực đáng sợ này sau đó điều khiển từ xa được kích hoạt rõ ràng là hai kẻ trốn thoát đã ra tay Ngô Minh không ngờ tới đối phương thực sự có loại vũ khí trọng lực này trong tay. Áp lực trên người không ngừng tăng lên, cùng lúc đó, hai quả lựu đạn từ trong đám người bay tới, đáp xuống bên người Ngô Minh. Một lát sau, lựu đạn nổ tung, vụ nổ cực lớn trực tiếp phá tung sàn nhà dưới sức ép đáng sợ, Ngô Minh bị một lực kéo xuống tầng tiếp theo, khoảng cách tầng 4-5 mét tạo ra một gia tốc đáng sợ. Ngay sau đó hắn ta trực tiếp đập nát tầng lầu tiếp tục đập xuống cực nhanh, giống như một quả bom đâm thủng. Hoành hoành hoành, đập nát từng tấm sàn nhà một, bị kéo vào ga ra dưới đất, sau đó đập mạnh, đập vào một tấm kim loại cực lớn. Tấm kim loại này cũng bị ngô minh trực tiếp đập vào chỗ trũng, vô số sỏi đá, bụi bặm và các mảnh vụn khác nhau rơi xuống từ lỗ thủng trên đầu, khiến cho ngô minh mặt xám mày ro. Nhưng bây giờ ngô minh vẫn không thể động đậy, bởi vì anh phát hiện lực hấp dẫn đáng sợ chính là tấm kim loại cực lớn dưới thân có thể thấy đường kính của tấm kim loại này hơn 20 mét, có vô số mối nối dây điện, nhìn thoáng qua Ngô Minh cũng biết đây phải là một thiết bị từ tính, nhất định đã hấp dẫn những chiếc đĩa đen dán trên người anh. Thân máy khi không bật thì nó sẽ không tạo ra lực từ trường, nhưng một khi được bật lên, nó sẽ tạo ra một lực hút đáng sợ, khiến Ngô Minh có ảo giác về lực hấp dẫn tăng lên. Trên thực tế, đây là một siêu máy có từ tính, nhưng nó sẽ không hút kim loại mà chỉ hút những thứ đặc biệt, đó chính là những cái đĩa đang cắm trên cơ thể hắn ta lúc này. Từ tầng 15, anh đập qua hơn 10 tầng rồi rơi xuống, cho dù thân thể của Ngô Minh có mạnh mẽ đến mấy thì xương cốt của cũng bị vỡ vụn, nội tạng cũng chịu thương tổn khủng bố, máu trào ra ngoài miệng. Đổi lại người thường thì đã sớm đã chết từ tám kiếp, nhưng bây giờ Ngô Minh vẫn còn sống, tuy rằng vô cùng chật vật. Dùng một người phục vụ không hiểu biết để hãm hại ta, cũng thật là trăm phương ngàn kế a ngô minh lúc này cũng có phản ứng nếu là người gây bất lợi cho mình một tới gần mình khẳng định có thể phát giác nhưng nếu như đối phương căn bản không biết vậy thì coi là chuyện khác không riêng như thế làm ra loại sự tình này không thể nghi ngờ chính là hai người đang đuổi giết mình nhưng trang bị ở đây nhất định không phải là bố trí tạm thời hiển nhiên ở đây đã bố trí sẵn cả rồi có thể nói đây là cạm bẫy mặc dù có thể không phải được chuẩn bị cho bản thân mình nhưng vào lúc này nó lại sử dụng lên chính mình ngay cả Ngô Minh cũng nghĩ đến hành vi bất thường của Tần Lực Đông lúc trước, anh cũng đã biết Tần Lực Đông cũng thuộc một nhóm với công ty Tinh Hà, sau khi vào khách sạn, đối phương hẳn là có người từ đâu đó nhắc nhở đưa anh tới đại tiệc tầng 15. Tần Lực Đông hiển nhiên vẫn còn hữu dụng với công ty Tinh Hà, cho nên đối phương đã phái người đàn ông trung niên đầu trọc đưa Tần Lực Đông đi, bởi vì sợ loại thiết bị từ tính này sẽ vô tình làm bị thương Tần Lực Đông. Bằng không theo phong cách làm việc của công ty Tinh Hà thì nhất định sẽ bắt đầu tấn công trực diện, nhất định sẽ không quan tâm đến tính mạng của người khác, giống như người phục vụ vô tội kia, không phải là bị xem là vật hy sinh sao? Lúc này, thân thể Ngô Minh bị thương nặng, không thể nhúc nhích được, nhưng cổ máy dưới thân vẫn hoạt động, từ trường mạnh mẽ giống như mấy chục tấn sắt đè lên người hắn ta. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn Lệ Hoa, giám đốc điều hành cấp cao vừa chạy ra trên mặt lộ vẻ dữ tợn bên cạnh là đội trưởng hắc y nhân đeo mặt nạ đen bên cạnh đó còn có một người đàn ông trung niên đầu trọc và tần lực đông đúng như ngô minh đã đoán tần lực đông đã được công ty tinh hà mua chuộc đây cũng là sơ suất của hắn ta dù sao công ty tinh hà thậm chí có thể mua đứt các sĩ quan quân đội cấp cao tần lực đông quản lý hệ thống cảnh sát vũ thành thì làm sao có khả năng bỏ qua được theo phong cách làm việc của tần lực đông không thể làm trái lời công ty tinh hà dù sao thì với thủ đoạn của công ty Tinh Hà, việc giết một phó thị trưởng nhỏ là hoàn toàn dễ dàng. Không ngờ, thiết bị từ tính này vốn định để đối phó với người khác, hóa ra lúc này lại hữu dụng. Giám đốc điều hành cấp cao bị Ngô Minh đuổi theo hết lớn vào lúc này, trước cả ta thật sự bị Ngô Minh dọa sợ, hai cái chân đều phế bỏ, nếu không phải có thể chất cường đại vô song của đội trưởng H. y Nhân đeo mặt nạ đen. Người đã mang gã ta chạy trốn đến đây thì gã đã chết rồi có thể nói gã vừa hận vừa sợ ngô minh giám đốc thiết bị từ tính đó là vũ khí mới nhất do công ty phát triển nhưng nó đã hoạt động ở mức tải tối đa nó không thể duy trì được lâu đâu nếu người đó không chết e rằng không thể làm gì được hắn ta đội trưởng h y nhân ở bên cạnh nói yên tâm ta đã sắp xếp xong xuôi giám đốc điều hành nói xong liền lấy một chiếc điều khiển từ xa ra bấm ngay sau đó hàng chục điểm nổ cực lớn nổ ra trong khách sạn lệ hoa lúc này ánh lửa ngút trời, đem nửa vũ thành đều rọi sáng. Sau đó, khách sạn lệ hoa cao hơn 30 tầng và có thể được gọi là một tòa nhà mang tính biểu tượng, đã ầm ầm sụp đổ. Văn văn, nàng còn ở bên trong, chu tiên sinh ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy khách sạn lệ hoa sụp đổ, tần lực đông lập tức trợn tròn mắt chạy tới, chỉ có điều nhưng bị người ngăn lại. Anh Tần, anh nên vui mừng vì có thể cùng chúng tôi đi thang máy tốc hành để rời đi sau khi giám đốc điều hành họ chu nói xong trực tiếp nhờ đội trưởng h y nhân giúp cả ta lên xe sau đó nhanh chóng rời đi không quan tâm đến việc có bao nhiêu người chết trong khách sạn lệ hoa phải biết có ít nhất một hoặc hai trăm người trong tòa nhà Tần lực đông sắc mặt thay đổi mấy lần nhưng cuối cùng không nói chuyện mà rời khỏi hiện trường không còn nghi ngờ gì nữa sự sụp đổ của khách sạn lệ hoa chắc chắn là một sự kiện lớn trong thời gian bình thường nó thậm chí có thể trở thành điểm nóng tin tức toàn cầu nhưng giờ đây ngay cả đối với những cư dân ở xa khách sạn lệ hoa một chút chỉ là kỳ quái nửa đêm đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh sợ là cũng không biết bên này đã xảy ra chuyện gì tất nhiên tin tức sẽ luôn lan truyền và chắc chắn sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn không thể tưởng tượng được phân bộ công ty tinh hà vũ thành vào lúc này mặt đất trong ga ra ngầm rung chuyển ầm ầm như sấm nổ theo động tĩnh càng lúc càng lớn sàn bê tông đột nhiên nứt lên lộ ra một vết nứt lớn mấy chiếc xe ô tô để trong nhà gặp tai ương theo vết nứt lăn xuống dưới khoảnh khắc tiếp theo vô số thân cây và thân rễ khổng lồ nhô ra từ các vết nứt cùng với nhiều hoa ăn thịt người với kích thước khác nhau với những chiếc răng nanh sắc nhọn trong thang máy đi vào trụ sở dưới lòng đất cũng có những âm thanh kỳ lạ khác nhau sau đó cửa thang máy phát ra một tiếng nổ lớn như thể có thứ gì đó đang cố gắng mở nó ra một phút sau Cửa thang máy đột ngột bị xé toạc ra bởi một đôi trùng chi to lớn và sắc nhọn giống như lưỡi hái, một trùng nhân to khỏe trần trùng cao hơn 2 mét trèo ra khỏi trục thang máy, theo sát phía sau là hàng trăm trùng nhân khủng bố, trong số đó có một vài nữ trùng nhân có thân hình gầy guộc nhưng bụng to đặc biệt bắt mắt. Những nữ trùng nhân này cả người trần như nhộng, da dẻ xám trắng, tự hồ mạch máu bên trong không có một tia huyết dịch, thế nhưng bụng lại to như một phụ nữ mang thai 10 tháng. Sau khi một trong những nữ trùng nhân bò ra, bụng của nó đã nổ tung, hàng trăm trùng ký sinh to bằng ngón tay chui ra từ đó và du tẩu giống như một con rắn nhỏ. Rõ ràng, trùng nhân này sử dụng phụ nữ của con người làm cơ quan sinh sản, có bốn nữ trùng nhân như vậy và số trùng ký sinh trong dạ dày của chúng lên đến hàng trăm con. Cuối cùng bò ra là một con càng giống một trùng nhân hơn. Trùng nhân này chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đã từng là nhân loại, nhưng bây giờ nó đã có đặc trưng của một trùng tộc, dựa vào các chân và hai cặp trùng chi nếu ngô minh ở đây thì hắn ta có thể phát hiện ra từ khí tức của đối phương đây là trùng vương mà hắn ta gặp phải ở trụ sở dưới lòng đất rõ ràng trùng vương này đã thức dậy từ giấc ngủ ban đầu và chính thức bước vào thế giới loài người cùng với đội quân trùng nhân của mình tàn tích của khách sạn lệ hoa nơi từng là đại diện cho sự sang trọng và hưởng thụ giờ chỉ còn là một đống đổ nát lớn và nhiều mảnh vụn khác nhau khói bụi hình thành sau khi tòa nhà sụp đổ từ lâu đã tan đi bao phủ hàng trăm mét xung quanh với một lớp bụi dày đặc, chỉ có điều không có ai tới cứu viện, cũng không ai chú ý tới khách sạn lệ hoa bị sập. Bởi vì so với sự kinh hoàng và hỗn loạn mấy ngày qua, một khách sạn lệ hoa đơn thuần thực sự không là gì cả. Ở nơi sâu nhất của phế tích, trong không gian nhỏ hẹp, lúc này Ngô Minh chậm rãi mở mắt ra. Một ngày trước, Ngô Minh lần đầu tiên tỉnh lại, sau khi tỉnh lại lập tức nhớ lại trải nghiệm lần trước, anh hiểu được lần này kẻ địch cực kỳ giảo hoạt, cũng đủ tàn nhẫn, hiển nhiên thiết bị từ tính đó đắt tiền, để đối phó với mình cũng đã toàn lực vận chuyển, hơn nữa nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Không riêng gì như thế, đối phương còn thực sự cho nổ tung tòa nhà 30 tầng này. Có thể tưởng tượng, hàng chục nghìn tấn gạch xi măng và các thanh thép khác nhau đã đổ xuống, sợ rằng không ai trong tòa nhà có thể sống sót. Đây là điên cuồng cỡ nào? Nhưng tính toán của đối phương vẫn thiếu một chút, bãi đậu xe dưới lòng đất được xây dựng rất kiên cố cho dù có sập toàn bộ thì cũng chỉ sập hơn phân nửa bãi đậu xe dưới lòng đất khu vực có ngô minh nằm cũng không sập điều này cũng cho anh một thời gian để hồi phục thương thế mà ngô minh gặp phải lúc trước quá nghiêm trọng cho dù lần xuyên qua thông đạo vòng xoáy bảy màu cũng không nghiêm trọng như lần này cả người xương cốt tan nát nội tạng vỡ tan vết thương xuyên thấu ngực và bụng vẫn chưa lành hẳn có thể nói ngô minh chỉ còn một mạng sống mong manh không thể nào di chuyển và thoát khỏi đây nếu như nói đối phương không cho nổ tung tòa nhà mà cử người tiến vào thì lần này có lẽ Ngô Minh đã thực sự ngã xuống. Nhưng trước đó Ngô Minh đã khiến đối phương đủ sợ hãi, cho nên đối phương không dám tiến vào mà lựa chọn một nét bút hỏng, đó là cho nổ tung tòa nhà, không nghi ngờ gì nữa, điều này giúp Ngô Minh một thời gian hồi phục. Hiện tại thương thế của Ngô Minh đã hồi phục 78 phần 10 dưới khả năng chữa trị và tái tạo mạnh mẽ, thiết bị từ tính ban đầu đã ngừng hoạt động, có điều Ngô Minh cũng không tính lập tức đi ra ngoài mấy lần giao chiến với công ty tinh hà cũng bộc lộ một số điểm yếu cận chiến có thể nói là không có khuyết điểm thậm chí có thể nói kẻ nào đến sẽ chết nhưng nếu kẻ địch dựa vào hỏa lực tầm xa mạnh mẽ và vũ khí công nghệ cao thì hắn ta vẫn không có cách nào chống lại giống như bị máy bay tấn công lần trước giống như bị nam châm mạnh kéo lần này vì vậy ngô minh biết mình phải chuẩn bị một số con bài tẩy khác cho mình không có nguyên khí tạp giới không thể sử dụng thẻ bài không thể sử dụng ngay cả sủng vật duy nhất là vu độc linh thiềm cũng bị giết. Hiện giờ, Ngô Minh không có vũ khí nào khác ngoài một con dao găm băng. Tuy nhiên, Ngô Minh đã có một kế hoạch từ lâu, đó là làm ra phù triện lấy từ sách phù triện bản thiếu của trăm năm lão quỷ lão hắc và vương đại sư vương nhị bảo, thuộc luyện bùa thích hợp với thế giới không có nguyên khí này. Tuy nhiên, để sử dụng được kỹ năng thuật phù triện, hai điều kiện tiên quyết phải thành thạo, một là nguyên liệu để làm ra bùa, hai là thành thạo một loại khí loại khí này không phải là nguyên khí trên sách phù triện bản thiếu có viết đây là thứ có thể gọi là linh khí tồn tại trong vạn vật trên thế gian vị cường giả sáng tạo thuật phù triện này có thể cảm nhận được linh khí tồn tại trong vạn vật thậm chí cả trong không khí hấp thụ và sử dụng nó trên sách phù triện bản thiếu có viết rõ ràng cơ thể con người có thể hấp thu linh khí tăng cường thân thể cũng có thể tích trữ linh khí trong cơ thể sau đó dùng một phương pháp đặc thù để vẽ phù triện theo quan điểm của ngô minh đây chỉ đơn giản là một loại thẻ khác và nó cổ lão hơn so với nguyên lý của thẻ tất nhiên theo quan điểm của ngô minh sự tồn tại của tấm thẻ rất có thể là sản phẩm của một thế giới nhân tạo đây là điều mà ngô minh đã nghĩ đến sau khi phát hiện ra sự tồn tại của thế giới chiều không gian thứ hai không nghi ngờ chút nào những thế giới tinh thạch đó không phải trống rỗng sinh ra hẳn là do người nào đó tạo ra hơn nữa tuyệt đối không phải nhân loại có thể tưởng tượng người có thể tạo ra nguyên khí thế giới là tồn tại ở cấp độ nào. Chỉ nghĩ đến câu hỏi này thôi cũng khiến Ngô Minh cảm thấy ấn lạnh sống lưng, chính bởi vì anh đã nhìn thấy quá nhiều thứ, cho nên mới biết hàm nghĩa nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn rất xa vời với Ngô Minh, tất cả những gì anh ấy phải làm lúc này là tập trung cho hiện tại và cải thiện sức mạnh của mình trước. Trong sách phù truyện bản thiếu viết rất rõ ràng linh khí tồn tại ở mọi ngóc ngách, ngay cả một hòn đá cũng có linh khí nhưng chỉ là nó có bao nhiêu mà thôi theo phương pháp được mô tả trong cuốn sách ngô minh ngồi khoanh chân trên mặt đất ở trong bóng tối cảm ngộ linh khí đây chắc chắn là một quá trình tốn thời gian thế nhưng muốn cảm ngộ thành công thì chút thời gian này nhất định phải tiêu hao trong sách phù triện bản thiếu có nói nín thở ngưng thần tâm bình khí hòa là tiền đề vì chỉ bằng cách này mới có thể tĩnh tâm và nâng cao ngũ quan lên cực độ từ đó kích thích giác quan thứ sáu hay thậm chí là giác quan thứ bảy. Giác quan thứ sáu là linh cảm và giác quan thứ bảy xưng là dự cảm. Người bình thường chỉ có năm giác quan và phải mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm luyện tập mới có thể tu luyện đến cực hạn ngũ quan, như vậy mới kích hoạt được giác quan thứ sáu. Giống như Đại sư Vương Nhị Bảo đã dày công luyện tập trong 20 hay 30 năm mới miễn cưỡng cảm ngộ đến một tia linh khí. Vì vậy có thể sử dụng một lá bùa hộ mệnh đơn giản. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, hiển nhiên có thể tiết kiệm thời gian mười mấy năm, bởi vì ngũ quan của Ngô Minh đã đạt đến cực hạn của con người, cho nên muốn lĩnh ngộ linh cảm của giác quan thứ sáu, nhất định có điều kiện tiên quyết hơn người khác. Vừa mới tỉnh tọa một ngày, Ngô Minh đã có thể cảm giác được một cổ linh khí lơ lửng trên không trung, những linh khí này cực kỳ bí ẩn, người không có giác quan thứ sáu cũng tuyệt đối không thể phát hiện ra. Phương thức hấp thụ và tích trữ linh khí cũng rất đơn giản, chỉ cần hít vào bằng miệng rồi nuốt vào bụng, trong sách phù triện bản thiếu gọi đó là khí hải. Tuy nhiên trên cơ thể người có hai khí hải, một là ở bụng dưới, người bình thường chỉ có thể lựa chọn tích trữ linh khí ở đây gọi là đệ nhị khí hải, ngoài ra còn có một khí hải khác tồn tại giữa hai lông mày, được gọi là đệ nhất khí hải. Trong sách phù triện bản thiếu có ghi rằng người bình thường chỉ có thể chọn đệ nhị khí hải, bởi vì đệ nhất khí hải hơi bất cẩn sẽ khiến người ta mất trí, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ nhưng bất kỳ sự vật gì đều có tính hai mặt bởi vì đệ nhất khí hải nguy hiểm lớn và khó khăn nên tầng thứ cũng cao linh khí tích trữ trong đệ nhất khí hải có thể dùng linh hoạt có thể dùng nó để vẽ một số phù triện cao cấp sự lựa chọn của ngô minh tự nhiên là đệ nhất khí hải bởi vì ý thức thể của hắn ta vô cùng cường đại cho nên không có khả năng sẽ mất trí dựa theo phương thức trong sách phù triện bản thiếu anh đột nhiên hít vào linh khí sau đó tụ hợp vào giữa hai hàng lông mày bất chợt ngô minh cảm thấy như một dòng suối mắt trút xuống đầu mình cảm giác tuyệt vời đến mức có cảm giác như toàn bộ cơ thể thậm chí toàn bộ ý thức đã được rửa sạch và thanh lọc một lần sau một khắc ngô minh có một luồng kích động đem ý thức thể đột nhiên lao ra khỏi thân thể của mình trong thế giới không có nguyên khí ý thức thể của ngô minh không thể rời khỏi thân thể thời gian dài và khoảng cách xa hơn nữa sẽ cảm giác được lạnh giá như động băng nhưng lần này ngô minh lại không có cảm giác như vậy Ý thức thể của anh lúc này giống như tên lửa, vọt lên trời, xuyên qua phế tích cao hơn 10 thước phóng tới bên ngoài. Ý thức thể của Ngô Minh tiếp tục bay lên, hướng về phía mặt trời mọc và bay lên độ cao 100 mét so với mặt đất. Vào lúc này, thông qua thần thức của mình, Ngô Minh có thể quan sát toàn bộ Vũ Thành. Cảm giác sảng khoái thoải mái khó tả, giống như trở về nguyên khí thế giới, có thể tùy ý bay lượng, nhưng Ngô Minh nhanh chóng phát hiện ra Vũ Thành lúc này có gì đó không ổn. Rõ ràng là ban ngày, nhưng theo quan sát nó lại một mảnh yên tĩnh quá dị trên đường đâu đâu cũng có ô tô có chiếc đâm vào cột điện có chiếc lật nhào giữa đường phía sau còn có một đoàn ô tô xếp hàng dài một cơn gió thổi qua xốc lên bụi đường và giấy vụn cả thành phố nhìn qua chính là một mảnh tiêu điều ngô minh cũng thấy rất nhiều máu nhưng không có thi thể ngay khi thần thức vừa động ý thức thể của ngô minh đã nhanh chóng bay về phía xa bởi vì anh phát hiện ở góc phố đằng kia có một bóng người lóe lên Lúc này thần thức Ngô Minh bay tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua hàng trăm mét, quay một vòng quanh một tòa nhà và phiêu phù trên không. Anh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai người phía dưới đang trộn một thứ gì đó từ một siêu thị nhỏ với vẻ mặt run rẩy. Nhưng lúc này, một vài bóng dáng đột nhiên lao ra từ một góc của siêu thị nhỏ, Ngô Minh nhìn thoáng qua đã nhận ra, đó là một trùng nhân. Giống như những trùng nhân trong trụ sở dưới lòng đất, miệng, cổ họng và chi trên của chúng đã bị đột biến, chúng có thể bắn một chiếc lưỡi dài có gai để siết cổ địch nhân và chúng cũng có thể sử dụng chi trên đã biến dị như lưỡi hái để chém địch nhân. Hai người bình thường rõ ràng không phải là đối thủ của trùng nhân, chỉ chốc lát liền bị giết chết, trùng nhân gào thét đem hai bộ thi thể tha đi, biến mất ở trong tầm mắt của Ngô Minh. Ngô Minh sửng sốt một chút, lập tức hiểu được trùng nhân trong lòng đất đã chui ra, hiển nhiên trong khoảng thời gian anh ở dưới phế tích, ngoại giới đã xảy ra rất nhiều chuyện, đến nỗi ngay người ở phế tích trong bao lâu, ngô minh ước tính ít nhất một tuần thậm chí lâu hơn ngay khi ngô minh đang chuẩn bị kiểm tra các khu vực khác anh đột nhiên cảm thấy một áp lực từ trên đầu của mình ngay lập tức ngô minh nhìn lên và thấy một cái bóng đen rất lớn xuất hiện ở phía trên những đám mây bóng đen che lấp bầu trời giống như một chiến hạm khoảnh khắc tiếp theo tầng mây bị một tia sáng xé ra một lỗ hổng tia sáng cực nhanh đánh thẳng vào ý thức thể của ngô minh trong nháy mắt giống như một cú đấm nặng nề Đập nát ý thức thể của Ngô Minh thành từng mảnh. Vào lúc ý thức tan vỡ, Ngô Minh nhìn thấy một chiếc chiến hạm màu đen cực lớn, lớn hơn chiến hạm Nhân Vương Hào của mình ít nhất 10 lần. Và khoảnh khắc tiếp theo, ý thức thể của Ngô Minh đã tan vỡ và biến thành tự do. Đột nhiên bị công kích khủng bố này làm cho Ngô Minh cũng không kịp đề phòng, anh vội vàng điều khiển ý thức thể trở về bản thể, không ngờ tia sáng bắn ra từ chiến hạm màu đen lại giống như một con giòi ở trong xương, bám sát không buông điều này khiến cho ngô minh chấn động hiển nhiên nếu đối phương tìm được chỗ ẩn nấp của mình thì nhất định sẽ gặp rắc rối lớn nhưng thần thức bị tổn hại phải lập tức trở về bản thể để tu dưỡng bằng không thời gian lâu dài e rằng sẽ thực sự tiêu tan đúng lúc này từ sách phù triện bản thiếu mà ngô minh đang nắm trong lòng bàn tay một cỗ lực lượng nhẹ nhàng đột nhiên trào ra lập tức bao phủ ý thức thể của ngô minh quái lạ vừa rồi rõ ràng còn sót lại một chút khí tức tại sao lại đột nhiên biến mất nhưng thôi chỉ là một hư linh thể cấp thấp có thể là tự nhiên sinh ra lại quá mỏng manh dễ bị tổn thương hẳn là đã tiêu tan hết rồi một giọng nói cực kỳ cổ xưa phát ra từ chiến hạm kim loại to lớn sau đó tia sáng mạnh mẽ rút đi tầng mây một lần nữa khép kín chiến hạm màu đen cực lớn cũng rời đi và nơi mà chiếc chiến hạm khổng lồ bằng kim loại này đã đến là phân bộ của công ty tinh hà ở vũ thành trong đống đổ nát của khách sạn lệ hoa ý thức thể của ngô minh từ từ tụ lại với nhau như các mịn rải rác chưa đầy một phút ý thức thể của ngô minh tụ hợp lại vào lúc này ý thức thể của ngô minh lộ ra vẻ mặt không thể tin được chính xác thì đó là cái gì ngô minh tự lẩm bẩm vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm có thể nói nếu không phải ý thức thể của ngô minh rất đặc thù thì vừa rồi đã bị loại công kích đó đánh tiêu tan anh chưa từng thấy khí tức cường đại như vậy thậm chí còn mạnh hơn mình rất nhiều cho dù là ở trên chiến hạm to lớn hay là thần thức cường đại xé nát mình đều rất bí ẩn ít nhất ngô minh không thể thăm dò nội tình đối phương hắn ta có thể chắc chắn ngay cả trong thời kỳ hoàng kim của mình cũng không có cơ hội chiến thắng tồn tại trong chiến hạm màu đen không phải là ngô minh tự coi thường mình đó là một sự thật phương hướng của chiến hạm màu đen hình như là về phía đông bắc ở đó có cái gì thời điểm ý thức thể ngô minh sụp đổ anh đã liếc mắt nhìn lần cuối về hướng mà chiến hạm màu đen đang đi tới hướng đó là gì rất nhanh ngô minh nghĩ đến một khả năng chẳng lẽ vì mảnh thế giới tinh thạch đó mà ra vẻ mặt của ngô minh thay đổi tuy đây chỉ là suy đoán trong đầu nhưng sau khi lĩnh ngộ giác quan thứ sáu phỏng đoán này có thể không hẳn là giả là ai nhất định là một tồn tại cực kỳ cường đại ngay cả sức mạnh đỉnh cao của mình trong nguyên khí thế giới cũng khó có thể sánh bằng một tồn tại như vậy không có khả năng xuất hiện trên thế giới này nhưng nó đã xảy ra mà đối phương đi tới chính là vị trí của phân bộ công ty tinh hà nếu như nói nơi đó có điều gì đặc biệt thì chỉ có thế giới tinh thạch to lớn đó đó là lý do tại sao ngô minh liên hệ hai bên với nhau cả hai đều vô cùng thần bí mấu chốt nhất là ngô minh chú ý tới một chi tiết nhỏ một số chỗ trên chiến hạm màu đen có khắc một loại đồ án nào đó kỳ thực cũng giống như những đồ án mà anh đã từng nhìn thấy trong thế giới tinh thạch, đó là mấu chốt để Ngô Minh liên hệ cả hai lại với nhau. Nhưng ngay cả như vậy, Ngô Minh biết bây giờ mình không thể nhúng tay vào chuyện này, bởi vì chiến hạm màu đen quá mạnh mẽ, thậm chí vừa rồi nếu không phải hắn ta lĩnh ngộ linh khí, gột rửa và cường hóa ý thức thể thì đòn tấn công thần thức của đối thủ đủ để oanh sát hắn ta. Có lẽ xét theo tồn tại trên chiến hạm màu đen, mình, bao gồm cả nhân loại đều chỉ là con kiến đem tất cả những thứ hỗn độn này vứt ở sau đầu, Ngô Minh cũng tự dễ cười, thầm nghĩ mình lúc trước may mắn không có nghĩ biện pháp lộng đi khối thế giới tinh thạch kia, bằng không lúc này sẽ phải trực tiếp đối mặt với chiến hạm màu đen. Nhưng sau khi suy nghĩ, giáo sư từ nói rằng có 7 thế giới tinh thạch, về cơ bản chúng đều nằm trong tay công ty tinh hà, kết quả là công ty tinh hà sợ rằng sẽ xảy ra xung đột với chiến hạm màu đen, nhưng theo theo ước tính của Ngô Minh, công ty tinh hà không bao giờ có thể là đối thủ của chiến hạm màu đen. Ngô Minh hiện tại đã thu hồi ý thức thể trở lại trong cơ thể, vừa rồi phóng ra thần thức chỉ là vì lĩnh ngộ linh khí, có được một loại cường hóa, nhưng bây giờ Ngô Minh sắp trở lại với hiện thực. Anh muốn tiếp tục nắm giữ linh khí, tinh thông thuật phù triện. Không nghi ngờ gì nữa, sách phù triện bản thiếu này là không bình thường, nếu không phải nhờ sức mạnh kỳ lạ đột nhiên tỏa ra từ cuốn sách vừa rồi, hắn ta đã có thể bị tồn tại trên chiến hạm màu đen phát hiện ra. Sử dụng thần thức làm mắt hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ ngay cả trong môi trường tối tăm vào lúc này sức mạnh kỳ lạ đó đã biến mất từ lâu như thể nó chưa từng xuất hiện nhắc mới nhớ sách phù triện bản thiếu này cũng lạ trước đây ngô minh chịu rất nhiều loại công kích mà vẫn bình yên vô sự ngay cả ngọn lửa cũng không thể phá hủy nó hiển nhiên có chất liệu đặc biệt nếu không nó đã bị thiêu cháy cùng với quần áo trước đây của ngô minh rồi sách phù triện bản thiếu này cũng có bí mật a à. Ngô Minh cố gắng dùng nhiều biện pháp khác nhau để khiến cuốn sách này một lần nữa tỏa ra uy lực vừa rồi, nhưng kết quả vô ích, anh tạm thời chỉ có thể từ bỏ quay sang nghiên cứu thuật phù triện trên cuốn sách, dĩ nhiên trong mắt Ngô Minh. Cuốn sách tưởng chừng bình thường không có gì nổi bật này đã trở thành bảo vật. Giống như bí thuật, thuật phù triện có thể coi là một môn khoa học cực kỳ nghiêm ngặt và kỳ diệu. Tất nhiên, việc vẽ ra những lá bồ đòi hỏi những vật liệu đặc thù và linh khí cụ thể, lấy lượng linh khí trong đệ nhất khí hải của Ngô Minh, chỉ có thể vẽ ra hai đạo bùa phổ thông. Vốn dĩ, Ngô Minh định ra khỏi đống đổ nát ngay lập tức, nhưng nghĩ chiến hạm đen đáng sợ vẫn còn đang du đẳng bên ngoài liền tạm thời từ bỏ ý định, đợi một đoạn thời gian, chờ đến khi bên ngoài hoàn toàn an toàn lúc đó lại đi ra ngoài cũng không muộn. Tuy rất lo lắng cho giáo sư Từ và A Mổ, nhưng bây giờ không phải lúc sốt ruột. An an ổn ổn nghỉ ngơi dưỡng sức, lại chờ thêm 10 giờ nữa, Ngô Minh mới mở mắt chuẩn bị rời khỏi đây. Tuy trong sách phù triện bản thiếu có phù triện cấp cao, có thể vẽ phù triện để đeo hoặc trực tiếp vẽ lên thân thể, có thể dùng linh khí thôi thúc để tiến hành động thổ đi trong lòng đất. Nhưng Ngô Minh vừa mới mượn dùng thuật phù triện không thể vẽ ra lá bùa cao cấp như vậy, và để vẽ ra lá bùa động thổ thì những tài liệu yêu cầu thì bây giờ Ngô Minh chưa thể thu thập được. Vì vậy, để thoát khỏi khó khăn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cơ thể. Trước đây Ngô Minh đã từng xem một số bộ phim tài liệu về động đất, trong đó anh đã mô tả kinh nghiệm của mình về cách sống sót nếu bị đè dưới đống đổ nát. Chỉ là những thứ này đều không hữu dụng lắm, ít nhất cũng không thể áp dụng vào tình huống hiện tại, thu dọn phế tích mà khai cuộc tốt nhất là từ bên ngoài làm, nhưng từ bên trong chưa từng có ai làm được, Ngô Minh chỉ có thể ý nghĩ này mà thôi. Cũng may thực lực của Ngô Minh rất mạnh, trước khi thần thức bay ra ngoài đã từ bên ngoài nhìn thấy tòa nhà sụp đổ, lại biết chỗ nào yếu hơn nên lúc này mới xác định được phương hướng, xác định phương hướng, trực tiếp theo phương hướng đó bò theo tấm xi măng và dầm thép leo lên. Khi gặp một khe hở, Ngô Minh chui vào, sau đó dùng lực lượng cánh tay mạnh mẽ của mình để phá chướng ngại vật trước mặt, khi gặp phải chướng ngại vật không thể phá bỏ, anh đã sử dụng dao găm băng để đóng băng tấm xi măng hoặc bức tường, rồi đấm xuyên qua. Tóm lại, Ngô Minh đã mất một khoảng thời gian và đã leo được khoảng cách hơn 10 mét. Lúc này, Ngô Minh tìm thấy một không gian sinh tồn bên cạnh, rộng khoảng 3-4 mét vuông, mà ở nơi đó vẫn còn có người may mắn còn sống sót. Khi Ngô Minh gỡ phiến đá nặng ít nhất vài trăm kg trèo ra ngoài, cũng đã kinh động người sống sót ở đây, nhưng có lẽ là vì phải vật lộn sinh tồn trong môi trường chật hẹp suốt một tuần nên người sống sót phản ứng vô cùng bình tĩnh, hoặc là có chút chết lặng. Ngô Minh liếc mắt nhìn đối phương, có thể thấy người sống sót là một phụ nữ quần áo trên người cô ta rất tả tơi nhưng có thể thấy đó là một chiếc váy dạ hội sang trọng chẳng qua cô ta đầu bù tóc rối và bụi từ tòa nhà sụp đổ khiến cho cô ấy bẩn thỉu biến thành thổ hành tôm rõ ràng là người sống sót thực sự may mắn trong không gian sống nhỏ bé này có một chiếc tủ lạnh bị hỏng và một chiếc đĩa kim loại để đựng thức ăn trong bữa tiệc chắc chắn phải có thức ăn trong đó nhưng mới được một tuần mà người sống sót này đã ăn sạch sành xanh cả đá và nước trong tủ lạnh cũng hết sạch trong không gian nhỏ bé này có một mùi hôi thối, đó là mùi phân. Dù sao, đã qua 7 ngày, người ta không thể không bài tiết ra ngoài. Không thể không nói thời điểm gặp phải tai nạn, tiềm năng của con người sẽ được kích thích lên một tầm cao không thể tưởng tượng được, để tồn tại thì bất cứ ai cũng có thể tạo ra kỳ tích. Đôi lời, chương này bắt đầu xuất hiện thêm một thế giới, thế giới tinh thạch cũng tức là thế giới chiều không gian thứ hai. Đến đây mình cũng xin nói thêm đúng ra phải ghi là thế giới trong cuộc tinh thạch, nhưng ghi như vậy thì lại không hay bằng thế giới tinh thạch. Nếu mình để là tinh thạch thế giới cho giống với nguyên khí thế giới thì nghe có vẻ bị ngược. Còn mình để nguyên khí thế giới là do có đệ tứ nguyên khí thế giới, nếu mình ghi là đệ tứ thế giới nguyên khí thì lại nghe có vẻ không thuận lắm nên mình để nguyên khí thế giới cho đồng nhất. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngô Minh không nói, có thể thấy người sống sót này nếu như ở tình huống bình thường tuyệt đối không cách nào kiên trì thêm một ngày nữa, không có đủ thức ăn và nước uống, thể lực đã cạn kiệt, không có cứu viện từ bên ngoài, chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ bị một nát như xác chết bị đè chết trong đống đổ nát. Nhưng rõ ràng hôm nay là ngày may mắn của người sống sót, chỉ cần đối phương thông minh hơn là có thể leo ra ngoài cùng mình, đương nhiên Ngô Minh không ngại việc đối phương quá gian. Đối phương nhìn chằm chằm Ngô Minh với vẻ mặt kinh hãi trên khuôn mặt bẩn thỉu bởi vì gần như không có ánh sáng nên chỉ có thể thấy rõ một bóng đen mờ mịt, nhưng Ngô Minh lại không có để ý đến cô, tiếp tục mở thông đạo rồi biến mất trong thông đạo đó. Ngô Minh biết nếu đối phương đủ thông minh nhất định sẽ đi theo mình, một người có thể sống sót trong môi trường hơn một tuần như vậy chắc chắn không phải là đồ ngốc. Đúng như dự đoán của Ngô Minh, nữ nạn nhân lúc đầu đã ngẩn người một chút, hiển nhiên không ngờ có người mở được lối đi trong đống đổ nát, phải biết cả thép và bê tông đều cực kỳ nặng, chỉ cần bất cẩn một chút là có thể tạo thành hai lần sụp xuống đó không phải là một trò đùa đối phương đã làm điều đó như thế nào hơn nữa cô trước không chú ý tới đối phương là làm sao xuất hiện bằng không cô ta đã sớm cầu cứu rồi tuy nhiên đối mặt với áp lực sinh tử cô không có thời gian nghĩ tới vừa nghiến răng vừa bò về phía lối đi muốn trèo ra ngoài theo quỹ đạo của đối phương cô không biết mình đã bị mắc kẹt bao nhiêu ngày tóm lại sau khi phát hiện mình vẫn chưa chết cô dựa vào một ít thức ăn và một ít nước trong không gian nhỏ để sống sót đồng thời chờ cứu hộ nhưng sự chờ đợi này dường như đã trôi qua rất lâu tóm lại trong đời cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy không có thức ăn hay nước uống cô chỉ có thể xé vải quần áo đi tiểu vào đó và làm dịu cơn khát của mình đối với một người đã quen sống xa hoa thậm chí còn mắc chứng nghiện sạch sẽ thì khoảng thời gian này chẳng khác nào đang ở trong địa ngục nhưng cô đã sống sót vì cô ấy không muốn chết gian khổ leo lên khoảng nửa giờ ngay lúc cô gần như không còn sức lực thì cuối cùng trong bóng tối cũng nhìn thấy một tia sáng ánh sáng chói mắt đến mức cô không thể nhìn thấy gì trong chốc lát trong mắt chỉ là một mảnh trắng xóa nếu không muốn trở thành người mù thì nhắm mắt lại ngay một giọng nói từ bên ngoài truyền đến cô nhắm mắt ngay lập tức rồi mò mẫm ra khỏi lỗ nhỏ lần đầu tiên cô cảm nhận được làn gió bên ngoài mang theo mát mẻ hơn gấp vạn lần trong không gian nhỏ đổ nát nhưng cô cũng ngửi thấy một mùi tanh khác lạ từ làn gió mát sau vài phút từ từ khôi phục tầm nhìn cuối cùng cô cũng nhìn rõ xung quanh không còn nghi ngờ gì nữa cô đã trốn thoát nhưng trước khi có thời gian để phấn khích cô đã nhìn thấy hoàn cảnh khó tin xung quanh mình toàn bộ vũ thành giống như một thành phố ma lộ ra một luồng quỷ dị đường phố vắng tanh ô tô đậu bừa bãi một số bị lật nhào trên mặt đất giống như trải qua một thảm họa kinh ngạc nhất là phía trên mảnh phế tích này có hơn chục người chết nằm la liệt vừa rồi mùi tanh tưởi bốc lên chính là mùi máu tần văn nhìn những thi thể xung quanh cô gần nhất chỉ cách hai ba thước thi thể bê bết máu hình như đã chết trước mặt vẫn có một người đang đứng tần văn nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra người kia chính là người đã dẫn cô trèo ra từ dưới phế tích là là anh tần văn lúc này mới ngạc nhiên ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã nhận ra đối phương người này chính là người đã xuất hiện cùng chú Tần Lực Đông của cô vào đêm hôm đó, kết quả là đối phương đột nhiên bị tấn công, hiện trường phát sinh nổ tung. Lúc đó Tần Văn bị trợ lý và quản lý kéo cùng nhau chạy ra ngoài, kết quả là thang máy bị tắt nghẽn nên phải đi thang bộ, kết quả là cả tòa nhà nửa chừng sụp đổ. Sau đó, cô bị mắc kẹt trong không gian nhỏ bé đó cho đến tận bây giờ. Người đứng trước mặt cô là Ngô Minh, lúc này anh cũng nhận ra người phụ nữ nhếch nhác này, cô ta chính là nữ minh tinh tên Tần Văn đêm đó. Buổi tối ngày hôm ấy cô Phi thường đẹp đẽ, có thể nói là nữ thần trong lòng nam nhân, có điều dáng vẻ hiện tại không dám khen tặng, thân thể dính đầy bụi, quần áo tả tơi, thậm chí ngô minh còn có thể nhìn thấy một bên ngực đối phương lộ ra. Đương nhiên loại tình huống này không có cảm giác thẩm mỹ, người sau cũng phát hiện mình lộ ngực nên vội vàng lấy tay che lại. Ngô Minh không có hứng thú với cô gái này, vừa mới bò ra ngoài anh đã gặp hơn chục trùng nhân, vốn dĩ muốn dùng thân phận là trùng vương để khống chế nhưng không ngờ mấy chục trùng nhân này căn bản không hề bị lay động, vẫn biết không sợ súng công kích, kết quả tự nhiên tất cả đều bị ngô minh giết chết. Trùng nhân này hiển nhiên có một bầy thuộc về nó, không giống như những con đơn độc mà hắn ta có thể điều khiển được, mệnh lệnh mà chúng nhận được là phải giết hết kẻ địch, vì lẽ đó cũng cũng bao gồm cả ngô minh. Tần Văn cũng nhìn thấy thi thể trên mặt đất lúc này không có vẻ gì là người bình thường, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, thậm chí cô còn mạnh dạn tiến lại gần nhìn chi trên biến dị của trùng nhân cùng cái miệng bị cắt đến cổ họng đây là gì vậy cô hỏi nhưng ngô minh không trả lời anh để cho đối phương thoát khốn theo mình đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi dù sao cũng không quen cô ta hơn nữa tầng lực đông tên kia rõ ràng đã phản bội đương nhiên cũng không tính là làm phản tầng lực đông trên thế giới này không phải là người của mình chỉ có thể nói là đã bị công ty tinh hà mua lại từ lâu cho nên anh không muốn lo lắng cho tần văn này vì vậy khoảnh khắc tiếp theo ngô minh đã nhảy khỏi đống đổ nát và biến mất vào con phố trước mặt hắn ta trong nháy mắt này anh tần văn hiển nhiên không hy vọng ngô minh rời đi cô muốn nói gì đó nhưng đối phương đã chạy đi mất rồi có điều cô cũng không lo lắng chỉ cần tìm người khác hỏi chuyện đã xảy ra là được rồi bây giờ cô cần đồ ăn gấp sau đó đi tắm và thay quần áo sạch sẽ Bây giờ cô mới cảm thấy buồn khi nghĩ tới trợ lý và quản lý đều đã chết trong đống đổ nát. Ngay sau đó, cô cũng leo xuống khu phế tích và đi về phía trung tâm thành phố. Không lâu sau khi Tần Văn rời đi, hai bóng người từ một góc cách đó 100m lóe lên, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh thì họ bắt đầu chạy nhanh về phía khoảng hơn chục thi thể trên đống đổ nát, xem tốc độ, dĩ nhiên là so với người bình thường đều phải nhanh hơn rất nhiều. Khoảng cách 100m chỉ cần 10 giây, đến gần thì thấy trên mặt đất hơn chục thi thể hai người này lộ ra vẻ hưng phấn thật là may quá tự nhiên nhặt được hơn chục thi thể một người trẻ tuổi nhìn thi thể như nhìn thấy báu vật hai mắt sáng lên đồng thời kéo lấy một con dao găm từ thắt lưng của hắn và nhắm thẳng vào một trùng nhân đầu của trùng nhân đã bị chặt ra tiểu lý trước tiên đừng cao hứng nếu vừa rồi người kia đã lấy đi tinh hạch nguyên lực từ trong não trùng vậy thì lại mừng hụt rồi một người đàn ông trung niên khác khoảng 40 trầm ổn hơn rất nhiều, bất quá cũng là vẻ mặt hưng phấn, cầm trên tay một chiếc rìu nhỏ, thứ mà những người bán thịt thường dùng để chặt xương. Chắc chắn là không, vừa rồi chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Sau khi người đó giết những trùng nhân này đã không đến gần. Hơn nữa anh xem, hầu hết đầu của những trùng nhân này vẫn còn nguyên vẹn, tinh hạch nguyên lực chắc hẳn vẫn còn ở đó. Anh xem này, ta tìm được rồi. Lúc này, Thanh niên tên tiểu lý đào tinh hạch nguyên lực ra khỏi não trùng nhân kích động nói, lấy khăn lau một chút, lập tức lộ ra một tinh hạch bất quy tắc màu trắng. Thật sự tốt quá rồi, phát tài rồi, tiểu lý, quy tắc cũ, đồ vật chia đều, ta nghĩ những tinh hạch này đủ cho ngươi hấp thu, có thể có được loại năng lực như ta. Vị trung niên nhìn thấy tinh hạch, hắn ta cũng nhanh chóng cắt mở đầu của một trùng nhân và đào ra một hạt tinh hạch khác ngay khi cả hai đang vui vẻ thu thập các hạt tinh hạch trong não của những trùng nhân một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng chúng tinh hạch nguyên lực là cái gì hai người nghe thấy tiếng nói này liền giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn lại thấy phía sau có một người đang đứng chính là người đã giết chết mấy trùng nhân lập tức sắc mặt của hai người này trở nên khó coi hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh đối phương đến tột cùng là làm sao thần không biết quỷ không hay vòng ra sau lưng bọn họ đứng sau hai người đương nhiên là ngô minh ngay từ đầu anh đã nhận ra có người ở gần hắn ta chỉ muốn xem đối phương định làm gì nên cố ý bỏ đi rồi quay lại kết quả vẫn đúng là phát hiện vấn đề khi nào thì tinh hạch nguyên lực lại xuất hiện trong não của trùng nhân vì vậy ngô minh xuất hiện hỏi dò bởi vì anh có cảm giác bề ngoài của hạt tinh hạch nguyên lực này có chút cổ quái thậm chí có thể liên quan đến một bí mật lớn phải biết ngô minh chưa từng nghe nói qua hoặc phát hiện chuyện này hiển nhiên là loại hạt tinh hạch này xuất hiện trong tuần lễ giữa lúc anh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát lúc này thanh niên cùng trung niên cũng hoàn hồn trở lại đối mặt với ngô minh bọn họ cũng không định phản kháng bởi vì bọn họ đã tận mắt nhìn thấy nam nhân này dễ dàng giết mười mấy trùng nhân hai người bọn họ có thể đối phó với tối đa bốn tên trùng nhân cùng một lúc nhưng cũng phải trải qua một trận chiến sinh tử sự khác biệt về sức mạnh có thể được so sánh từ điểm này vốn dĩ hai người cho rằng ngô minh cũng phải dựa vào tinh hạch nguyên lực để có được sức mạnh cường đại nhưng bây giờ dường như đối phương thậm chí còn không biết tinh hạch nguyên lực là gì vì lẽ đó hai người liếc mắt nhìn nhau tuy trong lòng có chút khó tin nhưng người trung niên vẫn tiến lên giải thích tinh hạch nguyên lực chính là thứ này vừa nói vừa đưa ra mấy hạt tinh hạch đào được hắn nói tiếp những hạt tinh hạch này có thể đào ra từ não trùng nhân và hấp thu sức mạnh bên trong có thể làm cho người ta mạnh hơn thậm chí có được một loại năng lực đặc biệt ngô minh tiếp nhận tinh hạch nguyên lực nhìn vào các hạt tinh hạch trong tay hắn sau đó liếc nhìn người đàn ông trung niên và nói vậy ngươi đã đạt được một dị năng nào đó sau khi ngô minh chạm vào những tinh hạch nguyên lực này lập tức biết kết cấu của những hạt tinh hạch này đây là một loại tinh thể trùng đặc biệt chỉ có thể được sản sinh ra trong não của trùng ký sinh đây là một sự tiến hóa vì ngô minh cũng là trùng vương nên có thể thấy đây là cơ bản không phải là một tinh thạch thực sự mà là trùng nhân tự mình thôi hóa ra một loại nguyên lực. Đây là quá trình tự tiến hóa của trùng tộc, sau khi trùng ký sinh mới ký sinh vào cơ thể người, chúng sẽ sản sinh ra loại nguyên lực trùng tinh trong não, người có tinh hạch nguyên lực này tự nhiên cường hãn hơn, thậm chí còn có một số khả năng đặc biệt. Và loại tinh hạch nguyên lực này được sinh ra từ não của trùng nhân, cho nên con người cũng có thể hấp thụ sức mạnh, chỉ cần ăn những hạt tinh hạch này là được, tuy rằng nghĩ đến cũng thấy ghê tởm nhưng đó là một loại cách tuyệt vời để đạt được sức mạnh tuy nhiên theo quan điểm của ngô minh loại sức mạnh này không tốt lắm so với nguyên khí và thậm chí là linh khí loại tinh hạch này chỉ có thể coi là hàng hóa cấp thấp nhưng nếu có thể hấp thu một lượng lớn sức mạnh cũng có thể đạt được lực lượng không tồi thậm chí nếu như đạt tới trình độ nhất định có thể để người ta chân chính được lột xác so với thuốc dị hóa nó mạnh hơn nhiều Vừa rồi Ngô Minh có thể thấy được người đàn ông trung niên này hẳn là có dị năng gì đó, chính vì vậy mới hỏi câu này. Người đàn ông trung niên biết được sự lợi hại của Ngô Minh, lập tức thể hiện dị năng mà hắn có được. Ngay lập tức, năm ngón tay của bàn tay phải bắt đầu cứng lại và biến thành những móng vuốt màu đen sắc bén, sau đó người đàn ông trung niên nắm lấy một tấm xi măng, trực tiếp để lại năm vết xước sâu trên đó. Cũng không tệ lắm, nếu như chọc vào trên thân thể máu thịt, tuyệt đối là da tróc thịt bong, ngón tay sắc bén cứng rắn có thể so sánh với sắt thép đây không thể nghi ngờ là một kiện binh khí kinh người về phần người thanh niên bên cạnh hắn ta tuy chưa có được dị năng nhưng thể chất và sức mạnh của hắn hơn gấp đôi người thường khoảng thời gian này vũ thành xảy ra chuyện gì sau khi tìm hiểu chi tiết về tinh hạch nguyên lực ngô minh bắt đầu hỏi về tình hình mấy ngày qua sau khi hỏi xong thì anh mới biết đã chín ngày trôi qua kể từ khi khách sạn lệ hoa sụp đổ trong chín ngày qua vũ thành đã trải qua một thảm họa chưa từng có điều đáng sợ nhất là lũ trùng nhân này đột nhiên xuất hiện chúng vô cùng hung dữ có thể dựa vào những trùng ký sinh nhỏ để ký sinh trên cơ thể người thường cũng giống như các bệnh truyền nhiễm nhân loại có bao nhiêu chúng nó liền có bấy nhiêu đồng bạn đang tiềm tàng hai trong số bốn khu vực thành thị ở vũ thành đã bị chiếm đóng hoàn toàn không biết có bao nhiêu người chết hoặc là đã biến thành trùng nhân và những người còn lại đã trốn trong hai khu đô thị còn lại trung rẩy vì sợ hãi có thể nói không ai không biết những chuyện này nhưng nếu ngô minh đã hỏi thì hai người chỉ có thể thành thật trả lời sau khi ngô minh phát hiện ra hai khu đô thị bị chiếm đóng sắc mặt lập tức nghiêng về một phía sau đó đột nhiên nhảy lên chạy về phía xa chỉ là tốc độ của anh quá nhanh trong mắt thanh niên và trung niên vừa rồi đột nhiên biến mất ngô minh không khỏi lo lắng bởi vì nhà của triệu ninh nằm trong khu vực bị chiếm đóng còn giáo sư từ và những người khác vẫn ở trong nhà của triệu ninh tuy có thiết mâu và nguyệt ảnh ở đó, nhưng nếu gặp phải số lượng lớn trùng nhân thì hoàn toàn không thể đối phó nổi. Giờ khắc này ngô minh cấp tốc lao nhanh, cả người đi qua mấy con đường như một bóng ma, may mà cách nhà triệu ninh không xa, khoảng cách đường thẳng cũng chỉ khoảng 3 km, với tốc độ của anh thì chỉ mất chưa đầy 5 phút là có thể đến nơi. Ngay cả khi gặp phải một tên trùng nhân ở dọc đường thì Ngô Minh cũng không có thời gian để xử lý, hơn nữa những tên trùng nhân này cũng không thể ngăn cản được Ngô Minh. Chỉ có một lần, Ngô Minh ở trên đường gặp phải một trùng nhân to lớn, trùng nhân rõ ràng là một thể biến dị, do thân thể tám con người tạo thành. Thân thể của tám con người giống như một con rết người đáng sợ, từ tay chân và miệng mọc ra những trùng chi sắc nhọn, thế nhưng đối đầu Ngô Minh cũng chỉ một quyền liền đánh thành hai đoạn, hơn nữa tốc độ của Ngô Minh thậm chí không hề chậm lại một chút nào. Ngay sau khi con nhân thể rết khủng bố bị phá vỡ, trong cửa sổ trên tầng 2 của một tòa nhà cách đó hơn 20 mét, một số người chết lặng nhìn bóng người đang lao nhanh không nói nên lời để kiếm chút thức ăn họ phải mạo hiểm đến khu vực bị chiếm đóng kết quả phát hiện lối ra đã bị con nhân thể rết khủng bố đó ngăn cản vốn dĩ bọn họ đã tuyệt vọng không nghĩ tới không biết từ chỗ nào xuất hiện một người trong nháy mắt đã đem con nhân thể rết khủng bố đánh chết người đó là ai quá khủng bố con nhân thể rết này là một con quái vật có thể giết chết hơn một chục binh sĩ được trang bị đầy đủ vậy mà lại bị một quyền đánh chết quá lợi hại một người phát ra tiếng kinh hô đừng cảm khái con nhân thể rết đã chết chúng ta có thể rời khỏi đây đồ ăn cũng chiếm được mau trở về đi ta không muốn ở trong khu vực bị chiếm đóng này một giây nào nữa một người phụ nữ nói đi đi xuống đi trước tiên lấy tinh hạch nguyên lực trong con nhân thể rết này con nhân thể rết này cường đại như vậy tinh hạch của nó hẳn là rất cao cấp đội trưởng những người này lúc này mới nói đây là một thanh niên cường tráng với vẻ mặt quyết đoán trên tay cầm một con dao rựa đã mài và một khẩu súng lục cắm ở thắt lưng theo quan điểm hiện tại người có được súng chắc chắn thuộc về người có quan hệ ngay lập tức năm người chạy xuống xuống lầu sau đó dùng dao đào tinh hạch nguyên lực trong con nhân thể rết ra tổng cộng có 8 viên trong đó có một viên không phải màu trắng bình thường mà là màu xanh lục đó là một hạt tinh hạch biến dị chúng tôi phát tài rồi tinh hạch biến dị, chúa ơi, đây là một trùng nhân dị biến. Trong khu vực an toàn, một hạt tinh hạch biến dị thậm chí có thể đổi lấy tư cách để vào một khu dân cư hạng A. Một người phụ nữ trong năm người lại thốt lên. Được rồi tiếu lệ, chúng ta sẽ không bán tinh hạch biến dị này, hãy tưởng tượng sự cố liên lạc trước đây, bị mất điện, còn có hiện tại quái vật hoành hành, thậm chí không có ai từ bên ngoài đến cứu, đây chắc chắn không phải là một thảm họa bình thường. Ta nghi ngờ cả thế giới có cái gì không ổn, nếu cứ như vậy khu an toàn nhất định không tồn tại lâu, khu dân cư loại A cũng không an toàn, chí ít sẽ không vĩnh viễn an toàn. Nhớ kỹ lời của ta, chỉ sau khi mình có thực lực cường đại mới có thể có lực tự bảo vệ. Đội trưởng năm người nói vào lúc này. Vương Triều, ngươi nói đúng, tất cả chúng ta đều nghe lời ngươi. Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tìm một nơi an toàn để hấp thụ tất cả những hạt tinh hạch này. Theo kế hoạch chúng ta đã thống nhất từ trước, ta sẽ hấp thu hạt tinh hạch dị hóa này, số còn lại thì các ngươi sẽ chia đều, vừa rồi là ai trong số các ngươi nhìn thấy dung mạo của người đó. Tìm hắn, người này có thể giết chết con nhân thể rết chỉ bằng một cú đấm, hắn nhất định là người rất mạnh, ta nghĩ hắn ít nhất đã đạt tới tam trọng binh vương, thậm chí là cấp bậc quỷ vương, nếu có thể tốt nhất nên có quan hệ với người này, chuyện này tuyệt đối lợi bất cập hại. Người được gọi là Vương Triều nói. Ngay lập tức, năm người nhanh chóng rời đi trên mặt đất chỉ còn lại xác con nhân thể rớt tiểu khu nơi triệu ninh sống lúc này hoàn toàn yên tĩnh ngô minh có thể cảm thấy trùng nhân du đảng trong một số tòa nhà nhưng anh không nhận thấy hơi thở của người sống dù là nhỏ nhất khi đến tòa nhà của triệu ninh ngô minh cũng không để ý đến hơi thở của người sống nhưng dù thế nào anh cũng định đi lên xem thử nhà của triệu ninh ở tầng 5, chỉ cần đi bộ một đoạn là lên cầu thang nhưng ở lối vào hành lang ngô minh nhìn thấy rất nhiều xác trùng nhân anh cẩn thận nhìn những vết thương trên những trùng nhân này có vết thương do vũ khí sắc nhọn có vết thương do mũi tên và vết thương do đạn bắn xem tới đây ngô minh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm không nghi ngờ gì nữa đây là thiết mâu và nguyệt ảnh xuất hiện những xác trùng nhân này ở lối vào hành lang có nghĩa là bọn họ đã lao tới ra khỏi tòa nhà một cách an toàn hơn nữa ngô minh để lại cho đám người giáo sư từ rất nhiều súng ống nếu cuộc hỗn loạn bắt đầu dựa vào thiết mâu nguyệt ảnh hai người cùng súng trong tay thì bọn họ có khả năng thoát ra khỏi bao vây và vào khu vực an toàn nếu đúng như vậy thì ngô minh yên tâm khi anh đi lên cầu thang lên tầng năm nhìn thấy căn phòng rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ ngô minh biết suy đoán của mình là đúng giáo sư từ bọn họ quả nhiên là thông dong rời đi quần áo trong tủ và thậm chí cả những bức tranh trên tường cũng được dọn dẹp điều này nói lên rất nhiều điều không chỉ vậy ngô minh cũng tìm thấy tin nhắn chính đám người giáo sư từ đã dùng son môi ghi trên tường phòng khách chúng tôi không sao cả câu này là đủ rồi nếu đám người giáo sư từ rời khỏi đây chắc chắn họ đã đến khu vực an toàn nếu vậy ngô minh sẽ không phải lo lắng với quy mô hiện tại của lũ trùng nhân thì không thể phát động một cuộc tấn công vào vùng an toàn điểm này ngô minh có thể xác định về phần a mổ và những người khác nơi ở của họ đã nằm trong vùng an toàn hơn nữa quỷ vương trăm năm là hàng xóm nên hiển nhiên cũng không cần lo lắng, vì lẽ đó ngô minh ngược lại là không vội vã tiến vào khu an toàn. Sau khi hấp thụ linh khí, nắm giữ thuật phù triện, ngô minh vẫn chưa thực sự luyện tập sức mạnh của bùa chú. Bây giờ đã có linh khí, tất cả những gì còn thiếu chính là tài liệu, vì vậy ngô minh muốn vẽ một số bùa chú. Ngoài ra, ngô minh còn có một kế hoạch lớn hơn, hắn ta muốn tìm ra trùng vương đã xâm lược vũ thành, chỉ cần giết được đối phương, Ngô Minh chắc chắn sẽ chiếm được quyền trùng vương của đối phương rồi thống trị trùng tộc. Có như vậy thì hắn ta mới giải quyết được nguy cơ Vũ Thành, còn có thể thu được một nhóm binh lính trùng nhân hùng hậu. Đương nhiên, Ngô Minh biết kế hoạch này có thể không thành công, nhưng dù thế nào đi nữa, thử một chút cũng không có hại gì. Cuối cùng, Ngô Minh muốn đến phân bộ công ty Tinh Hà để xem, chiến hạm màu đen huyền bí cùng thần thức đáng sợ trên chiến hạm đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Ngô Minh, thậm chí áp lực công ty tinh hà còn kém xa so với chiến hạm màu đen mang đến cho ngô minh với việc hấp thụ linh khí hiện tại của ngô minh hắn ta chỉ có thể vẽ ra một số lá bùa cấp thấp có năm loại bùa hộ mệnh cấp thấp được ghi lại trong sách phù triện bản thiếu đó là bùa tụ linh khống thi phù bùa hộ mệnh thiên sư phù cùng bùa ẩn thân năm loại bùa này thì loại bùa tụ linh dễ làm nhất tác dụng lại vô cùng bình thường chỉ có thể thu thập linh khí xung quanh vào lá bùa nói đơn giản chính là su các tị hung, nhưng trong trường hợp này cho dù ngươi có đeo trên người đi chăng nữa thì trùng nhân e rằng sẽ không khách sáo với ngươi. Cho nên Ngô Minh cũng không định lãng phí thời gian vẽ bùa tụ linh. Ngoài trừ bùa tụ linh, một số loại bùa khác cũng khá hữu dụng. Khống thi phù, tên như ý nghĩa, chính là phù triện có thể điều khiển tử thi, bùa hộ mệnh có thể làm cho người mình đồng gia sắc, đau thương bất nhập, mà thiên sư phù là một loại phù triện có tính chất công kích, bùa ẩn thân vậy cũng không cần nói rồi. Nguyên liệu làm một lá bùa cũng rất kỳ lạ, nếu là phù sư đã khai mở đệ nhị khí hải thì nguyên liệu làm một lá bùa sẽ rất phức tạp, từ máu chó, các chu sa, đất mộ, giấy vàng, vờ vờ, ít nhất cũng có 7-8 loại vật liệu, nhưng nếu phù sư mở ra đệ nhất khí hải thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần máu và giấy vàng. Phù sư mở ra đệ nhất khí hải không yêu cầu cao về máu, miễn là máu là được, bất kể là lợn, chó hay cừu, đây chính là điểm cao cấp của phù sư đệ nhất khí hải. Máu có ở khắp nơi, thậm chí không cần cố ý thu thập, mà giấy vàng liền phải phí một chút công phu, bất quá cũng không tính là khó, chỉ cần tìm được bệnh viện, nhất định có thể tìm được tiệm giấy gần đó, vật này không thể ăn uống, liền chùi đít đều không thoải mái, tuyệt đối không có ai đi cướp giật. Vì vậy, sau 10 phút, Ngô Minh đã thành công tìm thấy một vài sấp giấy vàng có kích thước bằng những tờ tiền trăm nhân dân tệ từ một cửa hàng và chúng được đóng gói trong các túi giấy, một sấp 100 tờ. Ngô Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm một cái ba lô đem bảy, tám sấp đều nhét vào. Bên cạnh đó, Ngô Minh cần rất nhiều năng lượng để hồi phục vết thương trước đây, và nguồn năng lượng là thức ăn, có nghĩa là Ngô Minh bây giờ đói, và anh ấy cực kỳ đói, coi như là một con trâu thì Ngô Minh cũng cảm thấy mình có thể ăn hết. Chỉ là mấy ngày nay các siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần đó đều bị người ta quét sạch, vất vả lắm cuối cùng Ngô Minh tìm được một ít bánh mì và xúc xích dăm bông ở một góc siêu thị, còn may mắn tìm được một hộp thịt cơm trưa, lập tức ngấu nghiến ăn sạch. Có điều chút thức ăn này chỉ có thể xem là món khai vị trước bữa ăn, muốn thực sự no bụng thì phải tìm được nhiều thức ăn hơn. Tuy nhiên, hắn ta cũng không vội tìm đồ ăn, sau khi ăn một ít đồ ăn, Ngô Minh lấy ra một xấp giấy vàng, lấy ra một tờ dùng bút lông mà hắn ta lấy được từ một cửa hàng văn phòng phẩm bôi lên chút máu, vận chuyển linh khí trong đệ nhất khí hải, nhanh chóng vẽ một đạo phù triện trên tờ giấy vàng. Đạo phù triện này dùng chữ là mật văn, hàm nghĩa mật văn ngô minh vẽ phù triện có thể được coi là một từ thi. Rõ ràng, ngô minh dự định vẽ một tấm khống thi phù. Trong sách phù triện bản thiếu viết rõ, các phù sư nói chung thể chất rất yếu nên cần thi vệ bảo vệ, dùng linh khí vẽ phù triện phù sư mở đệ nhị khí hải có thể điều khiển bốn bộ thi thể, nếu là phù sư đệ nhất khí hải thì có thể điều khiển 21 bộ thi thể. Ngoài ra, sách phù truyện bản thiếu còn nêu cách luyện thi thông qua linh khí, có thể khiến thi thể bị điều khiển trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ có điều sau khi vẽ xong, Ngô Minh có cảm giác mình vẽ đạo bùa thứ nhất đã thất bại. Cũng giống như chế tác thẻ, vẽ bùa cũng có tỷ lệ thành công, nếu như thông thạo có thể đạt được thành công gần như trăm phần trăm, nhưng nếu không quen thuộc, như Ngô Minh vẽ bùa lần đầu thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Khi đó, lần đầu tiên Ngô Minh chế tác thẻ cũng không thành công trăm phần trăm, cũng may là anh có trong tay rất nhiều giấy vàng, nên đã vẽ ngay một tờ khác. Lần này, Ngô Minh rõ ràng cảm giác được linh khí tụ tập nhưng không có tản mát ra trên lá bùa này, hội tụ ở trên đó, liền hiểu được lần này mình đã thành công. Cầm lá bùa này, Ngô Minh chạy ra ngoài tìm thi thể, trực tiếp dán lá bùa lên trán thi thể, Kế tiếp tâm niệm của Ngô Minh vừa động, lập tức thi thể đã chết ít nhất một hai ngày trực tiếp đứng thẳng dậy. Không cần phải ngồi dậy trước hay dùng tay chống đỡ như con người, thi thể này cứng ngắc, vậy mà đứng thẳng như cây sào được nhấc lên, trên thân toát ra khí âm hàng kinh người. Lá bùa rõ ràng chỉ được dán trên trán của thi thể mà không có bất kỳ chất kết dính nào, nhưng vào lúc này nó dường như đã mọc rễ trên đó. Ngô Minh mặc dù đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng và trải qua quá nhiều sự kiện kỳ lạ, nhưng lần này vẫn rất bất ngờ. Ban đầu anh cho rằng cái gọi là khống thi giống như thể phép vong linh, có thể kích hoạt thi thể, mà thi thể biến thành vong linh trên thực tế ngoại trừ khí lực lớn một chút nhưng sức chiến đấu lại yếu, tốc độ di chuyển và phản ứng còn hơn cả cạn bã, nhưng một màn trước mặt này đã lật đổ nhận thức của Ngô Minh. Chỉ cần từ phương diện thực lực, thi thể này nhất định có thể đạt tới tồn tại đỉnh phong của thức tỉnh giả cấp 1. Sau đó, Ngô Minh đã làm một thí nghiệm, khống chế thi thể nhảy lên một cái, nó lập tức nhảy xa 4, 5 mét rồi đập một cánh cửa kim loại văng ra, một chiếc ô tô bên đường cũng bị thi thể đưa hai tay kéo một cái, đem cửa xe trực tiếp kéo xuống. Rất tốt. Ngô Minh mỉm cười, vốn dĩ anh cho rằng lá khống thi phù này chỉ là một lá bùa cấp thấp, đối với mình bây giờ mà nói thì giá trị thực dụng cũng không cao. Có điều bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như là mình suy nghĩ, chỉ là bùa cấp thấp mà uy lực lại cường hãn như vậy, nếu thực sự có thể vẽ ra một lá bùa cấp cao chẳng phải là thực sự có thể hoàn toàn thay thế thẻ hay sao ngay cả ngô minh cũng cảm thấy lá bùa đó thậm chí còn lợi hại hơn cả thẻ trong lòng kích động không thôi kế tiếp ngô minh thử vẽ thêm vài lá bùa cấp thấp khác bùa hộ mệnh sau khi đeo nó thực sự có thể tạo thành hiệu ứng như một lá chắn nguyên khí thật sự bất khả xâm phạm ngay cả đạn cũng có thể chống lại được nhưng sau khi chịu một đòn đánh nhất định thì bùa sẽ hóa thành tro do hết linh khí Đối với tình hình hiện tại của Ngô Minh mà nói, đó là một công cụ khá hữu ích. Bùa thiên sư có chút hung mạnh, Ngô Minh cảm thấy đây đơn giản chỉ là một lá bùa, lựu đạn. Một tấm bùa thiên sư được ném qua sẽ gây ra một vụ nổ linh khí dữ dội, uy lực của nó làm nổ tung một căn nhà hai tầng nhỏ, Uy lực mạnh có không có gì để nói. Điều quan trọng nhất là bùa này có thể tấn công từ xa, Ngô Minh có thể ném lá bùa ra xa 50 mét, tấn công bất kỳ kẻ địch nào trong phạm vi này rõ ràng ngô minh yêu thích không buông tay đối với bùa thiên sư này cho dù gặp phải xe tăng nếu trực tiếp ném ra một lá bùa đều có thể cho nổ chia năm xẻ bảy bùa ẩn thân có thể khiến người ta trở nên vô hình tương tự tàng hình sẽ tiêu hao linh khí trên lá bùa khi nó cạn kiệt lá bùa cũng sẽ bùng cháy ngô minh đã thử qua ngọn lửa này là linh hỏa sẽ không thiêu cháy những người khác thậm chí không có nhiệt độ sách phù truyện bản thiếu này thật sự rất kỳ diệu nhưng tiếc là chỉ có những tàn trang, nếu mình lấy được những tàn trang khác thì có lẽ sẽ có đạo bùa lợi hại hơn. Ngô Minh tự lẩm bẩm, trong lòng đã khá đắc ý. Nguyên bản khi tiến vào trong thế giới này, bởi vì không có nguyên khí, tuy thân thể cực kỳ cường hãn nhưng Ngô Minh vẫn cảm thấy khắp nơi như đụng phải một bức tường, tóm lại là có chút không vui. Nhưng sau khi có sách phù truyện bản thiếu này thì thực lực của Ngô Minh sẽ tăng lên ít nhất gấp mấy lần, nếu lại thành thuộc đạo bùa cao cấp, ngô minh thậm chí có thể đi đến tận trụ sở của công ty tinh hà và xóa sổ hoàn toàn công ty tinh hà đây là tâm trạng của ngô minh khi có được thuật phù triện đương nhiên chỉ là đang suy nghĩ mà thôi hắn ta biết công ty tinh hà có rất nhiều thành phố trên thế giới hơn nữa còn khống chế rất nhiều quốc gia vừa và nhỏ nếu muốn đánh bại một quái vật khổng lồ như vậy dựa vào chính mình thì không đủ vì vậy ngô minh có ý định thực hiện kế hoạch của mình ngay bây giờ khống chế trùng tộc tất nhiên trùng tộc bây giờ không thể gọi là trùng tộc được hiện tại chúng chỉ có thể ký sinh vào người dưới hình thái trùng ký sinh ngô minh biết chỉ cần có thể giết được trùng vương của đối phương là có thể kiểm soát toàn bộ trùng tộc chỉ có tiền đề là cố gắng tìm ra trùng sào của trùng nhân hiện tại nếu là người khác thì sẽ không thể tìm ra trùng sào nhưng bản thân ngô minh đã là trùng vương nên việc tìm ra trùng sào không khó chẳng bao lâu ngô minh đã đến trước một cửa hàng bách hóa mười mấy thi binh những thi binh này đều là những thi thể được ngô minh kích hoạt bằng khống thi phù, anh đặt tên chúng nó là thi binh. Chức năng của những thi binh này là dẫn đi những thủ vệ đang canh gác xung quanh lối vào của trùng sào. Rõ ràng, trùng sào nằm trong cửa hàng bách hóa này. Cửa hàng bách hóa này có diện tích khá lớn, ngoại vi được xây bằng khung thép, vách kính cường lực trong suốt, giống như một ngôi nhà kính, là nơi mua sắm cao cấp ngày thường nhưng hiện tại nó là trùng sào. Cửa hàng bách hóa có tổng cộng 5 tầng và 3 tầng ngầm, hai tầng cũng là nơi mua sắm tầng cuối cùng là nhà để xe bên dưới là trùng sào qua bức tường kính đã bị bụi bao phủ ngô minh thấy trùng sào trong trung tâm mua sắm đã bắt đầu hình thành giống như một tổ ong được xây dựng bằng một loại chất hữu cơ nào đó có một số trùng nhân đang di chuyển xung quanh trung tâm mua sắm bên trong còn có nhiều trùng nhân canh gác hơn thậm chí có rất nhiều trùng nhân dị hóa ngô minh biết với tốc độ ký sinh của trùng tộc chính ngày nữa số lượng trùng nhân nhất định đã tăng lên đến con số cực kỳ kinh khủng, cụ thể có bao nhiêu ngô minh không biết, nhưng tuyệt đối vượt qua 10 vạn, thậm chí càng nhiều hơn. Chắc chắn là không có quá nhiều trùng nhân đang canh giữ trùng sào, cũng may, ngô minh bây giờ có một bùa ẩn thân có thể có ít. Ngô minh lập tức đeo bùa ẩn thân lên người, bóng dáng anh lập tức biến mất, sau đó từ từ tiến về hướng trùng sào. Khi đi ngang qua một trùng nhân, ngô minh cố ý đi phía trước đối phương, trùng nhân thật sự không nhìn thấy hắn ta nhưng khứu giác của chúng rất nhạy, vẫn tìm thấy một số manh mối nên nhìn xung quanh, nhưng vì không thấy gì nên cuối cùng chúng chỉ có thể bỏ cuộc. Rõ ràng, Ngô Minh rất hài lòng với tác dụng của bùa ẩn thân, sau đó anh đi về phía cửa ra vào, vượt qua vài tên trùng nhân ở lối vào của trung tâm mua sắm, liếc mắt liền thấy trùng sào vô cùng to lớn ở phía trước. Trùng sào xuất hiện trước mặt Ngô Minh giống như một tổ kiến lớn, chứa đầy chất hữu cơ màu nâu xám, kéo dài lên đến trần nhà cao hơn 20 mét và hướng xuống dưới đi sâu vào lòng đất, có hàng trăm trùng nhân và hàng chục trùng nhân dị hóa. Ngô Minh có thể nhìn thấy rất nhiều xác người bị trùng nhân kéo vào, anh biết nếu là một cái xác hoàn chỉnh thì sẽ được cấy trùng ký sinh để trở thành một trùng nhân, còn nếu là một cái xác nát bương thì nó sẽ tự nhiên trở thành thức ăn, bị những trùng nhân này cắn nuốt. Về phần làm sao để tiến vào trùng sào, Ngô Minh vốn là muốn lặp lại thủ đoạn cũ, đóng vai thi thể một lần, sau đó sẽ bị trùng nhân kéo vào. Cách này tốn ít công sức nhất nhưng lại dễ thành công nhất. Nhưng Ngô Minh đã nhanh chóng gạt bỏ ý kiến đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là khí tức trùng vương trên người mình. Không qua khi nói nếu Ngô Minh ở quá gần trùng nhân thì hắn ta nhất định sẽ bị nhận ra, cho dù bây giờ mượn dùng bùa ẩn thân cũng cần giữ một khoảng cách nhất định với đám trùng nhân, chưa kể Ngô Minh biết trùng vương khác có năng lực tri giác rất mạnh. Nếu bị lôi vào thì không biết sẽ bị kéo đi đâu, nếu như sớm động thủ nhất định sẽ bại lộ, nếu bị trùng vương kia phát hiện thì kiếm củi 3 năm thiêu một giờ. Ngô Minh không sợ sẽ không xông ra được, nhưng rõ ràng là không thể giết chết trùng vương này. Chính vì vậy mà Ngô Minh nghe chuyện trên TV Audio CV đã chọn cách dựa vào bùa ẩn thân để lẻn vào, để có thể tiến sâu vào trùng sào với tốc độ nhanh nhất và tiến thẳng tới mục tiêu. Những trùng nhân trước cửa là một vấn đề, bởi vì có quá nhiều, cho dù có bù ẩn thân cũng khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện may mà ngô minh đã chuẩn bị sẵn biện pháp đối phó ngay khi ý nghĩ vừa động mười mấy cái thi binh mai phục ở bên ngoài lập tức xông lên có thể nói là giống trống khu chiên sợ trùng nhân sẽ không để ý tới bọn họ trùng nhân do thám bên ngoài lập tức phát hiện ra những thi binh này lập tức phát ra cảnh báo rất nhiều trùng nhân trong khu mua sắm bao gồm một số trùng nhân dị hóa cũng xông ra ngoài nghênh địch đám trùng nhân ở lối vào của trùng sào chỉ còn lại chưa đến một phần tư lính canh, mặc dù không dẫn hết bọn chúng đi như ngô minh mong đợi. Nhưng cũng đủ để hắn ta lẻn vào. Ngay lập tức, ngô minh chọn một khoảng trống và co người lại, anh đột ngột tăng tốc và lao vào trùng sào, toàn bộ quá trình khá chính xác. Trùng nhân thủ vệ ở cửa ra vào không phát hiện ra có người trà trộn vào trùng sào. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Ngô Minh thở vào nhẹ nhõm bên trong trùng sào mười mấy thi binh bên ngoài hiển nhiên sắp bị quét sạch, mặc dù sức chiến đấu cá nhân của những thi binh mạnh hơn những trùng nhân bình thường nhưng lại không bằng những trùng nhân dị hóa, vì vậy không thể toàn thân trở ra. Cũng may chỉ cần có khống thi phù, chỉ cần có thi thể là ngô minh có thể vô hạn chế tạo thi binh, tổn thất mười mấy cái đối với hắn ta mà nói cũng không tính là gì. Vấn đề là ngô minh đã xâm nhập thành công vào trùng sào. Trong trùng sào, ngô minh nhìn quanh, Hiển nhiên trùng sào này kém xa trùng sào ở Vũ Thành trong nguyên khí thế giới, thậm chí là trùng sào do răng hàm và nhị nha xây dựng. Ở nguyên khí thế giới trùng tộc đã tiến hóa được vài năm, lúc đó không cần ký sinh nữa mà có thể trực tiếp nở ra trùng chiến, nhưng trùng sào lúc này vẫn còn rất sơ khai. Đường đi của trùng sào có hình tròn, giống như mạch máu trong tim, mở rộng ra mọi hướng, rất phức tạp, giống như một mê cung, nếu không quen nơi này trăm phần trăm sẽ bị lạc mất phương hướng trong trùng sào có phòng ấp trứng và phòng chứa trong trùng sào lối đi lớn hơn với khoảng trống trên đầu là nửa mét cho phép ngô minh đi thẳng nhưng nếu lối đi hẹp hơn thì anh chỉ có thể cúi người để vượt qua chất nhầy ở khắp mọi nơi những mạch máu kỳ lạ những trùng nhân thỉnh thoảng vội vã bò qua có những bộ xương người ở một số nơi hơn nữa bởi vì ánh sáng tối tăm người bình thường lần đầu đến đây có thể sợ chết khiếp tuy nhiên ngô minh cảm thấy ở đây có chút thân thiết không biết có phải là do gen trùng vương trong cơ thể có tác dụng gì không. Tóm lại, Ngô Minh rất kinh thường trùng sào cấp thấp như vậy. Còn trùng sào thấp này ẩn chứa bao nhiêu trùng nhân, e rằng chỉ có trùng vương ở đây mới biết được. Lúc này, Ngô Minh đang hướng về khu vực có thể có trùng vương. Trùng tộc là kết quả của một kim tự tháp thực sự, chỉ có trùng vương đứng trên cùng, vì vậy nơi mà trùng vương ở phải là nơi mạnh nhất và an toàn nhất, đó phải là trung tâm của trùng sào. Ngô Minh bò nhanh, thỉnh thoảng tránh được đám trùng nhân đi qua, trong lòng thầm ước lượng khoảng cách, theo ước tính của anh, đường kính của trùng sào này không tới 100m nên tìm trung tâm cũng dễ dàng. Tuy nhiên, Ngô Minh sớm nhận ra rằng ước tính của mình đã sai. Khi Ngô Minh đến trung tâm của trùng sào này thì không thấy gì cả, điều này khiến Ngô Minh ngay lập tức nhận ra khả năng trùng sào mà mình đang ở là trùng sào giả, có nghĩa đó là một thủ thuật che mắt. Trùng sào thật ở chỗ khác. Ngay sau đó, ngô minh càng phát hiện phiền toái lớn hơn nữa hiển nhiên trùng sào trá hình này không thể chỉ là một thủ đoạn đơn giản nó phải có chức năng của nó ví dụ như có thể dùng làm mồi nhữ và cạm bẫy để che giấu khí tức của mình ngô minh đã thu nhỏ toàn bộ ý thức và khí tức của mình điều này chắc chắn có thể làm giảm đáng kể khả năng địch nhân tìm thấy mình nhưng nó cũng sẽ làm suy yếu khả năng nhận thức của ngô minh khi nhận ra có điều gì đó không ổn ngô minh lập tức giải phóng ý thức của mình anh mới nhận ra mình thực sự đã bị bao vây. Tất cả các lối vào, lối ra và lối đi của trùng sào này đều chật cứng trùng nhân, vốn dĩ mình là tới ám toán đối phương không nghĩ tới bị người ta bắt ba ba trong rõ. Điều này khiến Ngô Minh khá không vui, nói thật là Ngô Minh không sợ trùng nhân xung quanh mình, bây giờ sự việc đã đến mức này thì anh cũng biết kế hoạch của mình có thể không đạt được, nhưng anh thực sự muốn biết trùng vương đem trùng sào xây dựng ở đâu. Dựa theo đạo lý, nó phải ở quanh đây mới đúng vì vậy ngô minh lúc này mới thả ra thần thức của mình bắt đầu trắng trợn không kiên dè tìm hiểu tình hình dù sao cũng đã bị vạch trần cứ thẳng thắn nói thẳng thì tốt hơn ngô minh thật sự không tin với thực lực hiện tại mình trực tiếp giết chết vào trùng sào đối phương thì có thể gặp những khó khăn gì nhưng kết quả khiến cho ngô minh khá là bất đắc dĩ ngô minh đã tìm được trùng sào thật nhưng hóa ra lại nằm sâu dưới lòng đất hơn nữa cũng chỉ có một lối đi nhưng lối đi đó lại có thể đóng kín bằng vô số hàm răng sắc bén cắn hợp lại, hiển nhiên với thủ đoạn hiện tại thì không thể đột nhập vào trong đó. Phải nói Trùng Vương này khá thông minh, nó đã xây cho mình một sào huyệt tạm thời không thể phá hủy, trốn ở bên trong, trời sập cũng không cần sợ. Khi thần thức của Ngô Minh kiểm tra trùng sào, từ bên trong cũng bốc lên một luồng ý thức, mặc dù yếu hơn nhiều so với hắn ta nhưng vẫn có thể phát hiện ra đối phương chính là Trùng Vương mà mình gặp phải trong trụ sở dưới lòng đất đạo sư ta cuối cùng cũng tìm được ngài những gì ngài dạy ta lúc trước rất hữu dụng có điều ta cũng nhận ra được ngài không có ý tốt muốn giết chết ta sau đó khống chế thuộc hạ của ta thật xin lỗi ta sẽ không để cho ngài thành công bây giờ ta đã huy động toàn bộ trùng nhân trở về vây chặt ngài giống như ngài muốn giết ta ta cũng muốn giết ngài sau đó từ trong đầu ngài lấy được càng nhiều tri thức hơn khi ý thức nói ra lời này nó lập tức co rút lại Thần thức của Ngô Minh không thể tiếp tục thăm dò, trùng sào bị đối phương che giấu thực sự có thể ngăn chặn sự xâm nhập của thần thức, ngay cả Ngô Minh cũng không thể làm gì được. Được, lần này xem như ngươi lợi hại. Ngô Minh mắng, nếu đối phương thật sự huy động hết trùng nhân đối phó với mình thì thật không phải chuyện đùa, hiện tại có mấy ngàn trùng nhân thì mình có thể đối phó, nhưng nếu có hàng vạn trùng nhân như vậy, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Ngô Minh lập tức đưa ra quyết định, chính là từ bỏ kế hoạch, lập tức thoát thân xung quanh đã có những trùng nhân trong gớm ghiếc lao tới để đối phó với Ngô Minh. Hắn ta trực tiếp lấy ra dao găm hàng băng, lập tức hướng về một con đường sông tới, dọc theo đường gặp phải trùng nhân thì không hề ngoại lệ đánh giết tất cả. Từ trong thông đạo này chém giết không biết bao nhiêu trùng nhân, nhất định phải có 100 con, tuy anh không bị thương nhưng trên người toàn là máu cùng dịch nhầy ghê tẩm. Khi hắn ta đi ra ngoài, trong khu mua sắm rậm rạp trùng nhân, vẫn luôn kéo dài đến bên ngoài, xem số lượng thật đúng là có mấy ngàn. Đệt! Ngô Minh mắng, trong tay lập tức cầm thêm vài tấm thiên sư phù rồi ném ra ngoài, bạo. Hoành, hoành! Mấy tiếng nổ lớn, và hàng chục trùng nhân trong phạm vi 30 mét ở trong phía trước đều bị quét sạch, khắp nơi đâu đâu cũng có chân tay cục, lợi dụng uy lực này Ngô Minh trực tiếp xông ra ngoài, dựa vào sức chiến đấu cường đại cùng thiên sư phù trong tay giết ra một con đường máu. Đương nhiên, ngô minh trước đó cũng đã gia trì cho mình một cái bùa hộ mệnh nhưng vào lúc anh xông ra ngoài thì bùa hộ mệnh đã sụp đổ trên người còn có rất nhiều vết thương không có cách nào khác ngô minh cho dù dũng mãnh lợi hại đến đâu cũng là xong quyền khó địch bốn tay nếu không chạy thật sự là bị trùng nhân vây quanh thì việc vui có thể to lắm không nói đến thiệt hại ở đây nhưng nhất định phải chịu tổn thất lớn lần này ngô minh đã rút ra một bài học vì lòng tham của mình khám phá trùng sào là một hành động nguy hiểm nếu như không đi cũng không có chuyện này. Hơn nữa Ngô Minh vẫn chưa thể nghỉ ngơi, xung quanh trùng nhân còn đang không ngừng tụ tập, nhìn từ trên cao thì thấy lít nha lít nhíp như mấy vạn đại quân khủng bố, trùng nhân tất bước cũng khiến đại địa đều đang run rẩy. Vì vậy, Ngô Minh lập tức chạy đi, bóng dáng của anh nhanh chóng lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở trên đường phố. Hành động to lớn đột ngột này của lũ trùng nhân hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, toàn bộ Vũ Thành bị chấn động bởi sự tập hợp kinh khủng của lũ trùng nhân lực lượng phòng thủ giữa vùng an toàn và vùng bị chiếm đóng cũng lần đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của lũ trùng nhân máy bay không người lái trước tiên bay lên điều tra tình hình nhìn thấy cảnh tượng hàng vạn trùng nhân tụ tập cũng khiến người trong bộ chỉ huy khiếp sợ những con quái vật này định làm gì một trung tá chỉ huy nhìn thấy hình ảnh trên màn hình trên mặt đổ mồ hôi lạnh mấy ngày nay binh lính của họ chiến đấu chống lại trùng nhân tự nhiên họ biết những trùng nhân đáng sợ này mạnh đến mức nào thành thật mà nói nếu hàng vạn trùng nhân này tràn lên tấn công khu vực an toàn thì có lẽ bọn họ sẽ không thể chống lại chúng, hơn nữa số lượng trùng nhân thực có thể nhiều hơn gấp mấy lần thế này. Bảo tất cả binh lính ra phòng tuyến và kích hoạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp 1. Lúc này, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt cao ngạo, không mặc quân phục đứng sang một bên nói: "Chu tiên sinh, nhiệm vụ của tôi là chỉ huy đội phòng thủ, ngài vẫn là trung tá hiển nhiên không hài lòng với loại hành vi quá trớn này." nhưng chu tiên sinh lại nhìn chằm chằm và lạnh lùng nói nếu ta muốn bất cứ lúc nào có thể hủy quyền chỉ huy của ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang phục vụ cho công ty tinh hà chu tiên sinh này rõ ràng là khá kiêu ngạo và phía sau hắn là hai sĩ quan đặc nhiệm được trang bị đầy đủ vũ trang trong trang phục đen và đeo mặt nạ hai thành viên đội đặc nhiệm mặc áo đen rõ ràng là cao hơn và cường tráng hơn nếu ngô minh ở đây Hắn ta đương nhiên sẽ nhận ra Chu tiên sinh này chính là giám đốc điều hành đã mình đánh gãy chân theo dõi đến khách sạn Lệ Hoa, những người lính đặc nhiệm áo đen là thành viên đội đặc nhiệm của công ty Tinh Hà. Nghe được tiếng hừ lạnh của Chu tiên sinh, sắc mặt trung tá vô cùng khó coi, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại chỉ có thể nuốt giận vào bụng, bất đắc dĩ phải nghe theo lệnh của Chu tiên sinh. Chỉ là bọn họ rõ ràng sẽ lãng phí công sức của mình, bởi vì lũ trùng nhân đã tập hợp với số lượng lớn căn bản không phải dự định tiến công khu an toàn. Nhưng bên ngoài vùng an toàn, quả thực có rất nhiều con người đã bị ảnh hưởng bởi trùng nhân bạo loạn này và một số người thậm chí còn trực tiếp bị đám trùng nhân bạo loạn này giết chết. Do tinh hạch nguyên lực trong não trùng nhân và vì thức ăn có thể kiếm được bên ngoài, nhiều người sẽ không thực sự tuân theo lời cảnh báo để ở trong vùng an toàn. Một số người sẽ luôn cố gắng lẻn ra ngoài để tìm cơ hội tìm kiếm một ít lương thực, nếu may mắn có thể kiếm được một hoặc hai hạt tinh hạch nguyên lực hoặc bán với giá cao, hoặc ăn tươi nuốt sống để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Đây là trường hợp của năm người Vương Triều bọn họ. Ban đầu, họ gặp phải một siêu cấp cao thủ giết trùng nhân dị hóa, lấy được 8 hạt tinh hạch nguyên lực và một trong số đó là tinh hạch màu xanh lục, có thể nói là không duyên cớ đạt được một lợi ích khổng lồ. Bọn họ trước tiên trở lại khu an toàn, Vương Triều trực tiếp ăn tinh hạch màu xanh lục, thực lực tăng lên, đạt được dị năng không tồi, tay đao Dị năng này hóa ra cũng giống như của trùng nhân, có thể nhanh chóng biến cánh tay phải thành vũ khí, nhưng vũ khí mà Vương Triều Thu được khác với chi trùng nhân tạo thành liêm đao. Bàn tay của hắn không có thay đổi, mà là từ mu bàn tay có thể duỗi ra một liêm đao dài đến 60-70cm, lưỡi liềm hơi cong vào trong, màu đen, mặt trên có răng cư cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng bị đâm thủng và tách rời cửa xe ô tô, việc tiêu diệt trùng nhân cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều những người khác cũng nuốt một hạt tinh hạch thông thường và họ bán ba hạt còn lại ra chợ đen để đổi lấy rất nhiều nguyên liệu bao gồm thức ăn nước uống và vũ khí một số người vừa được tăng cường sức mạnh và đó là thời điểm niềm tin bùng nổ vì vậy họ bắt đầu ngay lập tức và lên kế hoạch tiếp tục đi săn cố gắng đánh kiếm thêm nhiều tinh hạch cũng là do vương triều muốn thử một chút dị năng của mình chỉ là năm người bọn họ vừa đi ra ngoài không lâu thì gặp phải một cuộc bạo động của trùng nhân trực tiếp bị chặn trong một ngân hàng đối diện với đường phố. Dựa vào hàng rào chống trộm của ngân hàng bọn họ mới miễn cưỡng sống sót, nhưng một khi hàng rào chống trộm bị phá vỡ thì những ngày tốt đẹp của họ sẽ kết thúc. Phải biết chỉ một vài phút trước đây, họ tận mắt chứng kiến cách con đường đối diện trăm mét, một toán người khác bị vô số trùng nhân xông lên như thủy triều xé nát. Điền thiếu, bên ngoài tình huống thế nào? Vương Triều lớn tiếng hỏi. Điền Thiếu là một nhà điều tra lão luyện trong số 5 người họ, thính giác và thị lực rất tốt. Lúc này, người sau nhìn ra bên ngoài và nói, có ít trùng nhân lang thang bên ngoài, nhưng vẫn có trùng nhân từ nơi khác đến, có điều ta xem chúng nó như là đi ngang qua, bọn chúng đều đang di chuyển nhanh về hướng trung tâm mua sắm giàu có, số lượng trùng nhân đi qua các con phố bên dưới cũng đã đạt đến hơn vạn. Điền Thiếu là một thanh niên mới 20 tuổi, nhưng vẻ mặt hắn trông chững chạc, làm việc cũng phi thường thận trọng. Hơn vạn trùng nhân, nếu như phát hiện chúng ta, đánh giá liền xương cũng bị gặm sạch tiểu dương người nhút nhát nhất trong số năm người nói vào lúc này bởi vì hắn có đầu óc tốt và giỏi lập kế hoạch vì vậy mọi người đều gọi hắn ta là dương tham mưu vương triều ca anh nghĩ chúng ta nên làm gì chúng ta thể trốn ở đây vĩnh viễn được rất nhanh trời sẽ tối nếu như trời tối vậy chúng ta càng không thể quay về qua đêm ở khu vực bị chiếm đóng thì chưa từng có ai còn sống sót trở về lên tiếng là phụ nữ duy nhất trong số năm người Nhạc Sang, 21 tuổi. Gia đình cô đã luyện tập võ thuật qua nhiều thế hệ, cha cô là thành viên của Hiệp hội Usu Quốc gia, tuyệt đối là một cao thủ đương thời. Cô ta cũng luyện tập võ thuật từ nhỏ, thân thủ tốt vô cùng, từng dùng kỹ thuật tay không đánh chết một trùng nhân bình thường, về sức chiến đấu, cô ấy là người mạnh nhất trong năm người ngoại trừ Vương Triều. Người cuối cùng là A Bỉnh, một người miền Nam thực thụ, không thích nói nhiều, nghe nói hắn ta đã bị kích thích khi tận mắt chứng kiến vợ con mình chết thảm dưới tay lũ trùng nhân một khi động thủ đều liều mạng đừng manh động ta nghĩ những trùng nhân này chắc chắn không nhằm vào chúng ta cũng không nhằm vào khu vực an toàn bởi vì chúng đang chạy ngược chiều với khu vực an toàn chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với chúng hoặc có người đe dọa chúng trước khi vương triều còn chưa nói hết điền thiếu đã nói ta không nghĩ không thể nào ai có thể đe dọa trùng nhân hàng ngàn binh lính trong khu vực an toàn được trang bị xe bọc thép và vũ khí hạng nặng còn không phải là bị trùng nhân dọa sợ vỡ mật sao ta không tin có người có thể uy hiếp đến trùng nhân chứ đừng nói đến việc khiến trùng nhân đại động can qua như vậy có lẽ vậy vương triều ca nói không sai chúng ta nên chờ xem hơn nữa tuyệt đối không thể để trùng nhân phát hiện ra chúng ta dương tham mưu gật đầu nói nhạc sang và a bỉnh đều không nói lời nào vì vậy năm người bọn họ thành thật trốn ở trên lầu hai ngân hàng, yên lặng chờ thủy triều trùng nhân đi qua. Khoảng hơn một tiếng sau trời cũng chuyển tối, nếu trời tối thì tình hình sẽ không tốt, ban đêm là thời điểm trùng nhân hoạt động mạnh nhất, lúc này không một ai trong khu vực an toàn dám ra ngoài. Năm người vương triều bọn họ tự nhiên là trong lòng lo lắng, nhưng cũng may bên ngoài có ít trùng nhân hơn nhiều, nếu lúc này phá vây, hẳn là sẽ có nắm chắc. Tuy nhiên, khi năm người vừa đi xuống cầu thang và giết một vài trùng nhân chặn cửa, trước khi họ kịp đào tinh hạch thì hơn 20 trùng nhân đã lao vào xung quanh, lúc này năm người đã hoàn toàn biến sắc. Cho dù năm người đối phó với 4 năm trùng nhân thì cũng sẽ gặp nguy hiểm nhất định, lần này có hơn 20 con, trong nháy mắt liền rơi vào nguy cơ. Vương Triều dùng thanh trường nhận dị hóa liên tục chém giết đám trùng nhân, nhưng dù vậy hắn vẫn bị thương, những người khác lại càng không thể chịu đựng nổi, mắt thấy đám người liền muốn bị trùng nhân nuốt hết. Vào lúc này, đám người Vương Triều đột nhiên phát hiện chu vi tiến công của trùng nhân ít đi rất nhiều. Sau một khắc, những trùng nhân còn lại cũng bị hai bóng người ném ra ngoài, đầu bị xé toạt. Nhìn lại lần nữa, đám trùng nhân bao quanh bọn họ vừa rồi đều bị xé toạt nằm trên mặt đất. Bên cạnh thi thể trùng nhân là hai bóng người đứng thẳng, khí tức âm trầm, máu me khắp người và một lá bùa màu vàng kỳ lạ được dán trên trán của họ. Ngay khi cả năm người đang sửng sốt, một giọng nói vang lên sau lưng họ, các ngươi là từ khu an toàn đi ra sao? Đám người vương triều vội vàng nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào có một người đứng sau lưng mình, nhưng người này vẫn bình thường, không có gì khác lạ. Nhìn lại lần nữa, vương triều giật mình trong lòng, hắn phát hiện người này không phải là vị cao thủ kia sao? Vị cao thủ chỉ một quyền đã đánh trùng nhân biến thành hai đoạn. Cao thủ, là ngày sao? Nhạc sang cũng nhận ra ngô minh, hiển nhiên chính là ngô minh xuất hiện trước mặt đám người vương triều. Kế hoạch giết trùng vương của anh đã thất bại, chỉ có thể tránh né vòng vây của một con số lượng lớn trùng nhân. Hắn ta tính đi qua phân bộ công ty Tinh Hà xem một chút, kết quả phát hiện ra nó đã trở thành sào huyệt của hoa ăn thịt người khổng lồ. Ngô Minh không mạo hiểm tiến vào đó, cũng biết coi như đi vào cũng vô dụng, bởi vì anh có thể chắc chắn thế giới tinh thạch đã bị chiến hạm màu đen lấy đi. Vì vậy Ngô Minh chỉ có thể tạm gác lại một số kế hoạch trong lòng, trước tiên đi đến khu an toàn vũ thành xem xét dọc đường luyện chế hai hai tên thi binh đi theo thì gặp phải vương triều bọn họ gặp nạn ở đây. Nghĩ đến mình không biết tình hình trong vũ thành nên ngô minh không ngại giúp đỡ năm người này, đồng thời hỏi thăm tình hình dọc đường. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ngô minh, năm người này dường như biết hắn ta. Cái gì cao thủ? Các người biết ta sao? Là như vậy. Đám người vương triều liền kể lại cảnh bọn họ nhìn thấy ngô minh giết trùng nhân dị hóa, bọn họ từ lâu đã muốn tìm được cao thủ này, kết quả không nghĩ tới vận khí tốt như vậy thế nhưng thật sự gặp được ngô minh vừa nghe liền hiểu được lúc trước mình vội vàng đi tới chỗ ở của triệu ninh vì vậy tất cả chướng ngại vật gặp phải dọc đường đều bị giết chết đám người vương triều lúc đó đã nhìn thấy chính mình đối với ngô minh vương triều bọn họ rất là kính nể không nói tới việc lần này ngô minh cứu mạng ngô minh vì thế mà bớt được không ít phiền phức trực tiếp hỏi thăm tình hình trong khu an toàn cao thủ ngài không biết tình hình trong khu an toàn sao? Lẽ nào ngài còn chưa đến khu an toàn sao? Dương Tham Mưu phản ứng nhanh chóng, lập tức phát hiện ra một vấn đề từ lời nói của Ngô Minh. Ngô Minh không cần né tránh câu hỏi này, liền gật đầu. Đám người Vương Triều lập tức tỏ vẻ hoài nghi. Vũ Thành đã bị chiếm đóng chính ngày rồi, chỉ cần còn sống thì nhất định phải ở trong khu an toàn, ở những nơi khác đó là người sống không nên đến gần, chẳng lẽ vị cao thủ này thật sự trông cậy bằng vào lực lượng của chính mình để sinh hoạt trong khu vực bị chiếm đóng trong 9 ngày sẽ không ai tin loại chuyện này nhưng đám người vương triều thực sự tin vào điều đó bởi vì trong mắt họ một cao thủ có thể một quyền giết chết trùng nhân dị hóa có thể sống ở khu vực chiếm đóng chính ngày không phải là không có khả năng lúc này năm người đối với ngô minh càng là kính nể bọn họ cũng giới thiệu rất chi tiết tình hình trong khu an toàn dù sao chỉ cần ở trong khu an toàn bọn họ đều biết chuyện này khu an toàn hiện tại là do quân đội canh giữ, số lượng tiếp cận một vạn người. Đây cũng là lực lượng đông nhất và thuộc chính quyền tạm thời của khu an toàn hiện nay. Nhưng tôi nghe người ta nói hiện nay quân đội không còn trực thuộc chính phủ ban đầu, bọn họ chỉ làm theo mệnh lệnh của công ty Tinh Hà. Vương Triều giới thiệu, có thể nói là rất chi tiết, Ngô Minh từ lâu đã sớm biết công ty Tinh Hà nhân cơ hội lên nắm quyền, cho nên anh đã không ngạc nhiên trước kết quả này. Tuy nhiên, lực lượng trong khu an toàn không phải là lực lượng duy nhất chiếm ưu thế. Trên thực tế, nó rất phức tạp. Bởi vì khu an toàn rất lớn, và số lượng người trú ẩn trong đó đã vượt quá một triệu người, vì lẽ đó vẻn vẹn gần vạn người quân đội là còn xa mới đủ dùng, càng không cần phải nói ngày đêm phải canh giữ sự tấn công của trùng nhân trong vùng bị chiếm đóng, nên ngoài quân đội còn có cảnh sát cốc và lực lượng cảnh sát vũ trang. Con số hơn 2.000 người dưới sự chỉ huy của lãnh đạo thành phố trước đây lại nói tiếp bọn họ mới xem như chân chính phía chính phủ nhưng vẫn luôn bị công ty tinh hà và quân đội trấn áp và lực lượng lớn thứ ba đó chính là quỷ vương đảng nói đến đây sắc mặt vương triều hiển nhiên có chút hoảng sợ hiển nhiên là đang nghĩ đến ký ức kinh khủng nào đó quỷ vương đảng này chỉ ra đời sau khi khu an toàn xuất hiện và có rất nhiều người có thể là một ngàn người chiếm cứ một khu dân cư nhưng cũng đừng coi thường bọn họ cho dù có đôi khi công ty tinh hà cùng quân đội cũng phải trông cậy vào quỷ vương đảng này bởi vì thủ lĩnh của quỷ vương đảng là quỷ thật vương triệu biết điều mình nói nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật vì hắn đã tận mắt nhìn thấy quỷ vương đem mười mấy trùng nhân cuốn trôi đi ngay cả hài cốt cũng không còn đó là thứ chỉ có thể tồn tại trong những cơn ác mộng hay những bộ phim kinh dị vài người khác như nhạc sang và điền thiếu đều có vẻ mặt khiếp sợ giống nhau hiển nhiên họ cũng biết quỷ vương uy lực cỡ nào ngô minh không khỏi bật cười khi nhìn thấy biểu hiện của mấy người này bất kể nghe thế nào cũng cảm thấy quen thuộc quỷ vương đảng đó không phải là vương đại sư và lão quỷ trăm tuổi sao tất nhiên đây chỉ là suy đoán của ngô minh cho đến khi anh thật sự tận mắt nhìn thấy thì cũng không thể khẳng định và trong khu an toàn ngoài ba thế lực lớn này còn có rất nhiều thế lực nhỏ người ở thời loạn lạc không thể luôn dựa dẫm vào người khác đánh thép vẫn cần tự thân ngạnh điểm này đạo lý ai cũng hiểu khi có trật tự, mọi người có thể dựa vào cán bộ, trật tự và pháp luật, nhưng trong thời loạn lạc, mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì vậy, nhiều người thành lập băng nhóm để tranh giành mọi tài nguyên sinh hoạt, có thể nói khu an toàn hiện tại chắc chắn là hỗn loạn, mỗi người đều cảm thấy bất an, nhưng lại đặc biệt ngoan cường để tồn tại. Nói cách khác, để tồn tại, con người sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Khi nói đến điều này, năm người họ đã ít nhiều có chút quể oải, thậm chí là tuyệt vọng dù sao bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi trải qua tất cả những chuyện này nhưng họ phải thích ứng thử hỏi trước đó ai chưa từng giết qua thứ gì và bây giờ để tồn tại để trở nên mạnh mẽ hơn để không bị hy sinh và trở thành thức ăn bọn họ chỉ có thể liều chết chiến đấu thậm chí là hạ sát thủ cho dù đó là giết quái vật hay giết người tuy nhiên loại tâm lý này hoàn toàn không phải là vấn đề đối với ngô minh anh đã trải qua điều tương tự ba lần. Có thể nói, hiện thực phủ phàng từ lâu đã biến tâm lý của Ngô Minh thành thép, bất khả chiến bại. Về khả năng thích ứng với cuộc sống tận thế này, không ai trên thế giới này dễ dàng thích nghi hơn Ngô Minh. Bởi vì bọn họ biết Ngô Minh lần đầu tiên tiến vào khu vực an toàn, bọn họ đương nhiên muốn nắm lấy cơ hội này. Thành thật mà nói, Vương Triều bọn họ cảm thấy Ngô Minh rất mạnh, mặc dù hắn ta có thể không mạnh bằng quỷ vương, hoặc thậm chí có thể so sánh với các cường giả tinh hà và quân đội họ tin rằng anh cũng có thể được xếp hạng trong khu an toàn trước đây có tiền là đại gia nhưng hiện tại đổi thành vũ lực chỉ cần đủ mạnh thì nhất định trong khu an toàn sẽ có cơm ăn nếu như có thể leo lên được cái đùi này chắc chắn sẽ có lợi cho họ và gia đình đương nhiên họ đã cố gắng hết sức để chiến đấu với ngô minh dẫn đường loại sự tình này khẳng định là một bữa ăn sáng vì vậy năm người bọn họ xung phong dẫn đường cùng Ngô Minh trở về khu vực an toàn. Ngô Minh tự nhiên có thể nhìn ra được ý tứ của năm người, nhưng anh cũng không có từ chối, dù sao có nhiều người quen thuộc dẫn đường như vậy cũng có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều chuyện. Cao thủ, hai vị huynh đệ này là Vương Triều cùng Ngô Minh trên đường nối lên quan hệ, không nghi ngờ chút nào, bọn họ có hứng thú đối với hai thi thể phía sau Ngô Minh. Đừng gọi ta là cao thủ, ngươi có thể gọi ta là Ngô Ca, còn có, nếu như ngươi muốn nhận hai người này làm huynh đệ ta cũng không ý kiến bọn họ chỉ là thi thể ngô minh lúc này mới nói có điều rất nhanh hắn ta nghĩ đến một vấn đề thi binh này thật sự quá dễ thấy đưa nó về khu vực an toàn như thế này có thể sẽ gây ra một số rắc rối nghĩ tới đây ngô minh tiến lên đưa tay kéo khống thi phù trên trán hai thi binh xuống lúc này hai thi binh rầm một tiếng ngã xuống đất được rồi ngô minh cất lá bồ đi nhìn đại hán hai mắt sắp lộ ra ngoài, nói đùa, huynh đệ của ngươi không đi được nữa, ngươi đi giúp đi. Rõ ràng là Ngô Minh đang nói đùa, nhưng chuyện này khiến cho đám người vương triều đối với Ngô Minh càng thêm kính nể. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe qua nha, vốn dĩ họ cho rằng hai người là những người được tăng cường sức mạnh để có được một dị năng nào đó, nhưng không ngờ họ chỉ là những xác chết bình thường, nhưng bọn họ trước kia đã nhìn thấy rõ ràng, hai người có thể dễ dàng giết trùng nhân, thủ đoạn này so với nhân loại cường hóa chung quy còn lợi hại hơn. Đương nhiên, về việc ngô minh điều khiển tử thi như thế nào và mấy lá bồ màu vàng kia là gì thì đám người vương triều đều phi thường biết điều, không có hỏi nhiều, ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể thấy đây không phải là một thủ đoạn bình thường, nếu không phổ thông khẳng định là bí mật của người ta. Chuyện như vậy hỏi chỉ làm cho chính mình lúng túng. Thế là nhóm 6 người trò chuyện rồi từ từ tiếp cận khu vực an toàn, một vài người trên đường tiếp tục nói với ngô minh một số điều về khu vực an toàn tất cả đều là một số khó khăn để tồn tại dù sao đây cũng là tận thế cũng giống như thế giới trước đa số là người bình thường nhiều người thiếu thức ăn và nơi ở như vương triều bọn họ vẫn tính là may mắn nhà của họ đã ở trong khu vực an toàn không biết bao nhiêu người đã thoát khỏi khu vực bị chiếm đóng chỉ có thể vắt vẽ ngoài đường qua đêm mà khốn khổ từ xa đã có thể thấy một hàng rào tạm thời được dựng lên với hàng chục chiếc ô tô và một số chướng ngại vật phía trước với sự trợ giúp của các tòa nhà đường phố và những chướng ngại vật này có thể hình thành cô lập với khu vực bị chiếm đóng có giao lộ trực tiếp phá hỏng căn bản không thể trèo qua và một số trạm được thiết lập với các lính canh được bảo vệ nghiêm ngặt đúng lúc này đám người vương triều đưa ngô minh đến một trại lính khi họ còn cách đó 100 mét thì đối phương đã yêu cầu họ dừng lại để xác minh danh tính và xác nhận rằng họ là con người trước khi thả họ đi. Ngô Minh đã thấy phòng thủ ở đây rất tốt, đằng sau có một chiếc xe tăng với súng máy hạng nặng, phía trước là ba khẩu đại liên, có hơn 20 binh lính, có thể nói thủ vệ nghiêm ngặt. Khi đến gần chốt bảo vệ ở lối vào khu an toàn, Vương Triều lấy ra một viên tinh hạch, hai gói mì ăn liền, một chai nước uống và một lon thịt rồi đưa cho một sĩ quan, hắn ta gật đầu và nói, Xem ra thu hoạch rất tốt, các ngươi xem như là gặp may mắn, các ngươi là người duy nhất trở về sau vài đợt đi ra ngoài vừa rồi. Những người khác có lẽ đã bị những trùng nhân ăn thịt rồi. Hiển nhiên những thủ vệ này đã quen thuộc với đám người Vương Triều. Đừng nói nữa, chúng ta thiếu chút nữa đã không thể trở lại. Vương Triều cười đưa một điếu thuốc khác, tuy hiện tại có thể dễ dàng tìm được những thứ này, nhưng không ai ngu ngốc, nếu như thời gian dài không có cứu viện, ngay cả một gói mì ăn liền cũng là thứ mà người người cướp giật tại sao lại có thêm một người người này là ai nhìn lạ mắt a à. quan nhân liếc mắt nhìn vài người cuối cùng ánh mắt dừng ở ngô minh một vị huynh đệ mới của chúng ta ngươi biết không không biết có bao nhiêu người trong khu an toàn muốn đi ra ngoài tìm đồ vật nhưng không liên lạc được với ngươi cho nên mới tìm tới ta ta nghĩ tới người này có một đại gia đình trên có già dưới có trẻ cho nên ta dẫn hắn đi ra ngoài tìm kiếm vật tư ít nhất có thể ứng phó một ngày hay một ngày vương triều rất khéo léo nói đúng vậy thế giới đã thay đổi quên đi nhanh lên quân đội đã ra lệnh không được phép tùy tiện ra vào khu vực an toàn ta cũng mạo hiểm để cho các ngươi vào được rồi lần sau ta phải lấy thêm cho anh một ít vương triều nói vài lời với viên sĩ quan rồi đưa ngô minh và những người khác vào khu vực an toàn đi qua một con phố ngô minh nhìn thấy một cảnh tượng mà anh khá là hoài niệm đó không phải là khu an toàn vũ thành hồi đó cũng trông như thế này sao nơi nơi đều là người bởi vì không có điện nên ven đường nhóm lửa trong thùng xăng những người mặc quần áo rách rưới từng nhóm ngồi vây quanh ở bên nhau sưởi ấm lúc này trong mắt mọi người vẫn có thể nhìn thấy một chút hy vọng rõ ràng là không tin thế giới đã thay đổi càng không tin không có cứu viện bọn họ tin tưởng chỉ cần sống quá một đoạn gian khổ này thì họ vẫn có thể sống tốt không lo cơm ăn áo mặc. Chỉ có điều bọn họ hiển nhiên cũng rõ ràng, khả năng này theo thời gian một ngày một trôi qua, sẽ trở nên càng ngày càng xa vời. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết trùng nhân chỉ có thể tràn lan ở Vũ Thành, những thành phố và quốc gia khác có lẽ chỉ là không có thông tin mất đi điện lực, cho dù có hỗn loạn cũng sẽ không nghiêm trọng như ở đây. Nhưng liệu điều đó có thực sự xảy ra? Ngô Minh nghĩ đến chiến hạm màu đen đáng sợ, anh không biết gì về thứ này cùng thần thức khủng bố bên trên, ngay cả Ngô Minh cho rằng bản thân nên quen thuộc với đệ nhất nguyên khí thế giới này, nhưng giờ phút này anh cũng dao động. Ít nhất là lúc này, Ngô Minh hoàn toàn không hiểu thế giới này. Vào lúc này, ven đường có người nổi lên xung đột, hai nhóm xảy ra cự cãi, đánh nhau đến chảy máu đầu, một người ngã xuống đất nhưng không ai can ngăn, cả đoạn đường chỉ cách 30 mét có một ít binh lính đang tuần tra, nhưng họ thậm chí không nhìn vào sự tình này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha